Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 121. Dương Giản khẽ lắc đầu, sau đó cười nói. Thế tử chi tranh, từ trước đến nay đều rất tàn khốc. Dương Chân thống lĩnh, cáo từ. Nói xong, hắn cùng lão giả áo xám sau lưng tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc này, Dương Hình cùng một lão giả cũng đi ra, Dương Hình nhìn Dương Giản ôm quyền, muốn rời khỏi, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng Dương Hình truyền đến. Thất đệ, hôm nay biết điều như vậy. Dương Hình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc bạch bào, tay cầm quạt xếp chậm rãi đi tới. Dương Nho. Dương gia tứ thiếu gia. Dương Nho đi tới trước mặt Dương Hình, sau đó cười nói. Theo ta được biết, thất đệ có hai vật bị mất. Mà hai thứ này, giống như ở trong tay thập đệ mới xuất hiện a. Nguyên bản ta còn muốn nhìn xem thất đệ ra tay, đại triển thần uy, đáng tiếc thất đệ lại đột nhiên điệu thấp. Chẳng lẽ thất đệ sợ Dương Diệp kia? Dương Hình lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Nho. Lão tứ, muốn luyện tay một chút không? Dương Nho lắc đầu. Lão thất, ta không có ý tứ chào phúng ngươi. Tứ ca ngươi còn không có nhàm chán như vậy, lần này tứ ca tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Ngươi cũng thấy đấy, thực lực của Dương Diệp rất cường đại, bên người còn có nữ tử thần bí kia, chậc chậc. Dương Hình trầm mặc. Lúc này Dương Nho lại nói. Tìm một chỗ tâm sự. Dương Hình trầm mặc một lát, sau đó quay người đi vào trong thành. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Nho nổi lên nụ cười, sau đó thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Chân nhìn về nơi xa, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua vị trí kia, sau một khắc, tay phải hắn chảo một cái. Oanh! Chỗ kia, không gian bắt đầu vặn vẹo, thoáng qua, ba người Dương Huyên từ trong đó rơi ra. Ánh mắt Dương Chân trực tiếp rơi vào trên người Dương Huyên, sau đó nói. Tại sao phải tìm hắn trở về? Dương Huyên trầm mặc. Dương Chân lạnh lùng nhìn Dương Huyên. Nếu ngươi không phải muội muội của đại ca, hôm nay ta liền tự tay xử ngươi. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, hơn 20 vị chiến tướng thân hình cũng run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Huyên trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Nữ tử kia là ai? Cổ Tu trầm giọng nói. Thiên phú của nàng này, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, có nàng ở bên người Dương Diệp. Thiên Hồ trầm mặc. An Nam Tĩnh bày ra tiềm lực cùng thực lực, thực quá kinh khủng. Không chỉ bọn hắn, toàn bộ Dương gia cũng động dung. Rất nhanh, ba chữ An Nam Tĩnh rất nhanh truyền khắp toàn bộ hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, mà Dương Diệp thì hoàn toàn bị quang mang của An Nam Tĩnh bao trùm. Kỳ thật nếu như không có An Nam Tĩnh, vậy lần này nổi danh, khẳng định là Dương Diệp. Nhưng đáng tiếc lại có An Nam Tĩnh. Diệp Phủ. Lần này, Dương Diệp ở trong Thiên Cơ Thành có phủ đệ của mình. Bất quá không có thị vệ, Dương gia sẽ không chuyên môn phái người đến bảo hộ hắn, không chỉ hắn. Những thiếu gia còn lại cũng không có đãi ngộ này, những thiếu gia kia có thủ hạ, phần lớn đều là bồi dưỡng thế lực, hoặc lôi kéo cường giả. Mà Dương Diệp, không có cái gì. Sau khi tiến vào Diệp Phủ, thân hình An Nam Tĩnh khẽ động, đi tới trên không Diệp Phủ, sau đó xếp bằng ở giữa hư không, ở bên người nàng là Liệt Thiên. Mà Lục Ly Ca thì canh giữ ở cửa Diệp Phủ. Về phần Dương Diệp vừa tiến vào Diệp Phủ, lập tức vào trong Hồng Mông Tháp. Vừa mới tiến Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩn người, bởi vì chung quanh phiêu đãng rất nhiều sương mù màu trắng, những sương mù này cực kỳ nồng đậm, đã đạt đến thực chất hóa. Linh khí. Những sương mù màu trắng này, toàn bộ đều là linh khí. Tiểu Bạch. Khẳng định là Tiểu Bạch làm. Thân hình Dương Diệp run lên, tiêu thất ngay tại chỗ, rất nhanh, hắn tìm được Tiểu Bạch. Ở trước mặt Tiểu Bạch là Tiểu Thiên hư ảo, lúc này Tiểu Bạch đang ôm Tiểu Thiên không ngừng khóc. Vô số linh khí không ngừng từ khóe mắt nàng tràn ra. Ở bên cạnh nàng, Tử Nhi thì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Dương Diệp đi tới bên người Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp một chút, sau một khắc, nàng bay thẳng đến trước mặt Dương Diệp, sau đó ôm Dương Diệp khóc lên, trong chốc lát, Dương Diệp bị một cỗ sương mù màu trắng bao phủ lại. Dương Diệp. Chấm. Qua một hồi lâu, ở dưới Dương Diệp an ủi, Tiểu Bạch mới dần dần bình tĩnh lại. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, nhìn về phía Tiểu Thiên, lúc này Tiểu Thiên đã lâm vào hôn mê, không có cách, trước đó nàng bị thương thực sự quá nặng. Có thể nói, nếu như không phải Hồng Mông tử khí, Tiểu Thiên khả năng đã triệt để biến mất.
Đáng tiếc là, Tiểu Thiên là linh hồn thể, bị thương chính là linh hồn, mặc dù hồng mông tử khí đối với linh hồn cũng có công hiệu, nhưng hiệu quả lại không lớn như vậy. Bằng không thì năm đó hắn đã có thể tỉnh lại Tiểu Thất. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch rời hồng mông tháp, sau đó thân hình hắn run lên, Tiêu Thất ở trong Diệp Phủ. Nhìn thấy Dương Diệp rời Diệp Phủ, An Nam Tĩnh cùng Lục Ly Ca cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào Phụng Tiên Các tìm Dương Huyên. Dương Diệp nhìn Dương Huyên. Người biết làm sao tỉnh lại nàng, đồng thời để nàng triệt để khôi phục, đúng không? Dương Huyên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Dưỡng hồn mộc cấp bậc trí cảnh, có thể tồn trữ linh hồn, có thể làm linh hồn mạnh mẽ, càng có thể tư dưỡng linh hồn. Dương Diệp nói. Nơi nào có? Khô Gia. Dương Huyên trầm giọng nói. Nhà bọn hắn có dưỡng hồn thụ, cho đến trước mắt, là một cây duy nhất đã biết. Dương Diệp xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Dương Huyên nói. Khô Gia. Dương Diệp cũng không quay đầu lại. Khô Gia không dễ chọc, ngươi đừng xúc động. Dương Huyên vội vàng nói. Ta đi giảng đạo lý với bọn hắn. Dương Diệp nói xong, người đã tiêu thất ở giữa sân. Chấm. Giảng đạo lý. Dương Huyên nao nao, sau đó thân hình nàng run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Bên ngoài Phụng Tiên Các, Dương Huyên lần nữa ngăn cản Dương Diệp. Dương Huyên nhìn Dương Diệp. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, còn có nữ tử kia ở bên người ngươi, nhưng Khô Gia không dễ chọc, rõ ràng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Mấy đại thế gia đều không dễ gây, ta minh bạch. Ngươi minh bạch sao còn muốn đi? Dương Huyên hỏi. Dương Diệp nhìn Dương Huyên một chút, sau đó nói. Ta lại không phải đi đoạt, ta muốn đi mượn. Nếu bọn hắn không cho mượn. Dương Huyên hỏi. L vậy liền trộm. Dương Diệp nói. Trộm không được thì sao? Dương Huyên lại hỏi. Vậy thì đoạt. Dương Diệp nhìn Dương Huyên. Khóe mắt Dương Huyên co di cật, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Khô Gia đều là nhất mạch đơn truyền, nhân số cực ít, nhưng... Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Bát đại thế gia, Doanh gia mạnh nhất, tiếp theo là Dương gia chúng ta cùng Vũ gia, nhưng người cũng biết, xem như Doanh gia, cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc Khô Gia. Không chỉ Doanh gia, xem như đệ tử Dương gia ta, cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc Khô Gia. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Dương Huyên lắc đầu. Nguyên nhân thực sự không biết, bất quá thực lực đệ tử Khô Gia này, đều rất mạnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có nói chuyện, xoay người rời đi. Mặc kệ Khô Gia thần bí bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, hắn đều muốn đi thử một chút. Dương Huyên muốn đi ngăn cản lần nữa, nhưng lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. An Nam Tĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Huyên, sau đó quay người rời đi. Dương Huyên. Rất nhanh, Dương Diệp, An Nam Tĩnh và Lục Ly Ca rời Thiên Cơ Thành. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca nói. Lục Huynh, sự tình cảm tạ ta không muốn nói nhiều. Ngày sau có việc, chỉ cần nói một tiếng, mặc kệ bao xa, sự tình bao lớn, Dương Diệp ta cũng sẽ đuổi tới. Lần này, Lục Ly Ca chạy tới Dương gia tương trợ. Phần nhân tình này, quá lớn. Phải biết, đây chính là Dương gia, sơ sót một cái là sẽ chết. Nhưng Lục Ly Ca vẫn tới. Cũng may có Lục Ly Ca ở lúc mấu chốt chặn lại, bằng không thì Tiểu Thiên khả năng đã hồn phi phách tán. Lục Ly Ca cười cười, sau đó nói. Ta một người, có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi, Dương gia các ngươi thế tử chi tranh thật không đơn giản, tự mình cẩn thận một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Lần này đi Khô Gia, Lục Huynh cũng đừng đi, chúng ta là đủ rồi. Lục Ly Ca nói, ngươi để cho ta đi, ta cũng đi không được, bởi vì ta phải về Lục Gia một chuyến, hiện tại ta đã là luân hồi cảnh, có thể đi trở về làm một chút sự tình trước kia không thể làm. Cần hỗ trợ không? Dương Diệp hỏi. Lục Ly Ca lắc đầu. Những chuyện này, ta muốn tự mình làm, các ngươi bảo trọng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cáo từ. Lục Ly Ca ôm quyền. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo đao quang tiêu thất ở chân trời. Sau khi Lục Ly Ca đi, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Chúng ta đi thôi. Rất nhanh, hai người tiêu thất ngay tại chỗ. Trên đường.
sáu loại ý cảnh của ngươi đều đạt đến chí cảnh. Dương Diệp đột nhiên hỏi. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Không có. Vậy ngươi? Dương Diệp không hiểu. An Nam Tĩnh nói. Một loại bí pháp, có thể để cho ý cảnh của ta sau khi dung hợp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới chí cảnh. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nếu như sáu loại ý cảnh của An Nam Tĩnh đều đạt đến chí cảnh, vậy liền quá kinh khủng. Phải biết, hiện tại An Nam Tĩnh mới luân hồi cảnh, hơn nữa ý cảnh của nàng mới tăng lên tới quy nguyên cảnh không bao lâu mà thôi, nếu như bây giờ lại đạt đến chí cảnh. Cái kia thật là không để người ta sống. Mặc dù ý cảnh của An Nam Tĩnh không có chân chính đạt đến chí cảnh, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Có thể nói, hiện tại cường giả chân cảnh không ra, cơ bản không có người có thể làm gì được nàng. Đương nhiên, thế giới này, thiên kiêu vô số, cường giả vô số, ai cũng không dám nói mình là cùng giai vô địch. An Nam Tĩnh không dám, Dương Diệp hắn cũng không dám. Rất nhanh, hai người rời thiên hư đại lục, tiến nhập tinh không vô tận. Khô gia. Lần này mục đích của hai người là Khô gia thần bí. Nhưng thời điểm hai người rời phạm vi Dương gia không lâu, hai người đột nhiên ngừng lại, nhìn nhau một chút, trong mắt đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Bị phát hiện rồi sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một người áo đen đột nhiên từ trong không gian không xa đi ra. Cường giả chân cảnh. Tay Dương Diệp khẽ động, kiếm xuất hiện ở trong tay, cùng lúc đó, huyền khí trong thân thể bắt đầu vận chuyển. Người áo đen chậm rãi đi về phía Dương Diệp cùng An Nam. Tĩnh, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không thể lưu các ngươi. Bằng không thì, chờ các ngươi đạt đến chí cảnh, cho dù là lão phu cũng không phải đối thủ của các ngươi. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn đột nhiên tìm tòi về phía trước, sau đó bỗng nhiên nắm một cái. Oanh! Trong chốc lát, không gian xung quanh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đột nhiên bóp méo. Một luồng sức mạnh thần bí muốn chấn nát Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong đó lóe lên, thời điểm kiếm quang lóe lên, một vệt kim quang theo sát tới. Oanh! Trong nháy mắt, không gian chung quanh hai người ầm vang vỡ vụn, lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng người áo đen, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào gáy hắn, nhưng đúng lúc này, tay phải của người áo đen đột nhiên xoay tròn. Oanh! Một cỗ lực lượng từ trong thân thể hắn chấn động ra, Dương Diệp bị cỗ lực lượng này chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Mà lúc này, An Nam Tĩnh cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường thương trong tay đâm ra. Thời điểm trường thương của An Nam Tĩnh đâm ra, người áo đen đột nhiên đưa tay phải lên, bấm tay điểm trên mũi thương. Đang! Liệt Thiên run lên kịch liệt, lực lượng cường đại trong đó trực tiếp chấn An Nam Tĩnh bay ngược ra ngoài. Bất quá đúng lúc này. Một đạo kiếm quang lần nữa xuất hiện ở sau lưng người áo đen, hơn nữa thời điểm kiếm quang xuất hiện, người áo đen đột nhiên quay người đấm ra một quyền. Oanh! Kiếm quang ầm vang tiêu tán, cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Người áo đen một quyền đánh bay Dương Diệp, sau một khắc, hắn bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó lại đấm ra một quyền. Một quyền này, thường thường không có gì lạ, không có nửa điểm huyền khí ba động. Không gian xung quanh càng vô cùng bình tĩnh, không có một tia ba động. Nhưng là một quyền này, lại làm cho sắc mặt Dương Diệp đại biến. Lần này hắn không dám khinh thường, sát ý điên cuồng từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó đều tràn vào trường kiếm trong tay, hai tay của hắn giơ kiếm chém xuống. Oanh! Kiếm quang tiêu tán, cả người Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Người áo đen muốn truy kích, nhưng lúc này An Nam Tĩnh lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Trường thương quét ngang một cái. Thương ra. Oanh. Không gian chung quanh người áo đen bị một thương này quét nát bấy. Không chỉ như thế, không gian xung quanh mấy ngàn trượng trực tiếp rạn nứt. Mà lúc này, một đạo kiếm quang từ nơi xa điện xả tới. Kiếm quang xuất hiện, những không gian chung quanh rốt cuộc không chịu nổi, lập tức ầm vang sụp đổ. Trong nháy mắt, không gian trong phương viên mấy ngàn trượng biến thành hắc động. Đúng lúc này, hắc động đột nhiên co vào. Trong đó truyền đến từng tiếng nổ mạnh. Trong hắc động bạo tạc, làm cho tinh không chung quanh rung động kịch liệt, vô cùng dọa người. Đại khái qua mấy chục giây sau. Oanh! Hắc động đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh từ trong đó ngã bay ra ngoài. Hai người này, chính là An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Hai người bay trọn vẹn 3.000 trượng mới dừng lại, vừa dừng lại, khóe miệng hai người đồng thời tràn ra máu tươi. Nơi xa,
trong hắc động bắt đầu khôi phục, rất nhanh, vùng không gian đó bị một luồng sức mạnh thần bí chữa trị. Cùng lúc đó, lão giả áo bào đen xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại, hắn biết, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cường giả chân cảnh. Không tệ. Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Quả thật không tệ, ta lần thứ nhất nhìn thấy ám chi pháp tắc uy lực lớn như thế, nghĩ đến ám chi pháp tắc của ngươi đã đạt đến chí cảnh. Bất quá đáng tiếc, muốn bằng vào nó tới giết ta, còn thiếu rất nhiều. Ngươi là Dương Thận. Dương Diệp nói. Lão giả áo bào đen khẽ lắc đầu. Ta là ai, không trọng yếu, không phải sao? Nói xong, hắn đột nhiên bước ra một bước, bàn tay nâng lên một chút, sau đó bàn tay hắn chậm rãi rơi xuống. Thời điểm bàn tay hắn bắt đầu rơi xuống, nơi xa không gian xung quanh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đột nhiên tầng tầng lớp lớp ép về phía hai người, trong đó lực lượng cường đại, làm cho thân thể hai người không ngừng rơi xuống. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp nhìn nhau một chút, sau một khắc, chân phải của hai người bỗng nhiên dẫm hư không một cái, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, mà An Nam Tĩnh thì hóa thành một đạo thương mang đâm tới. Ầm ầm, ở dưới hai người liên thủ, không gian bị lực lượng của hai người xé rách nát bấy. Rất nhanh, hai người ngừng lại, bất quá giờ phút này, sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt, không chỉ như thế, khóe miệng tràn ra tiên huyết càng nhiều. Không thể không nói, các ngươi thực rất lợi hại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Thiên phú cùng thực lực mạnh, để lão phu cũng có chút xấu hổ. Lúc trước lão phu ở cái tuổi này của các ngươi, kém xa tít tắp a. Bất quá đáng tiếc, còn quá trẻ. Nói xong, hắn muốn ra tay, mà lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước, tay phải hắn duỗi ra nói. Tiểu Bạch, mượn kiếm dùng một lát. Qua ba hơi, không có phản ứng. Dương Diệp trợn mắt, sau đó lại nói. Tiểu Bạch, mượn kiếm dùng một lát. Lại qua ba hơi, vẫn không có phản ứng. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, tâm thần hắn tranh thủ chìm vào trong thân thể, khi nhìn thấy Tiểu Bạch, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Lúc này, Tiểu Bạch đang ghé vào bên người Tiểu Thiên ngủ say, mà thanh kiếm gỗ, thì ở dưới mông của Tiểu Bạch. Dương Diệp. Chấm. Lão giả áo bào đen nhưng không có cho Dương Diệp thời gian, thời điểm tâm thần hắn chìm vào trong thân thể, thân hình liền run lên, hóa thành một cột sáng màu đen vọt về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người hóa thành một vệt kim quang vọt về phía lão giả áo bào đen. Trong Hồng Mông Tháp, phân thân của Dương Diệp tranh thủ đánh thức Tiểu Bạch, sau khi Tiểu Bạch tỉnh lại, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt, hai cái tiểu chảo ôm lấy cổ hắn, sau đó nàng nghiêng đầu một cái, lại ngủ thiếp đi. Dương Diệp dở khóc dở cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu Bạch, trước đừng ngủ, nhanh, ngươi cho ta mượn kiếm sử dụng một chút. Đầu Tiểu Bạch cọ sát lồng ngực hắn, sau đó lại nằm ngay o o. Dương Diệp bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía kiếm gỗ, sau đó nói. Lão huynh, mượn ngươi dùng một chút, được không? Ông! Lúc này, kiếm gỗ đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, muốn ra tay, cũng may lúc này Tiểu Bạch tỉnh. Khi nhìn thấy kiếm gỗ kích xạ về phía Dương Diệp, nàng giật mình, sau đó thân hình run lên đi tới sau lưng kiếm gỗ, hai cái tiểu chảo ôm chui kiếm gỗ thật chặt. Sốt cục! Kiếm gỗ đi vào trước mặt Dương Diệp còn có một trượng thì ngưng lại. Khuôn mặt Dương Diệp co rúm, kiếm gỗ này, thật là nhìn hắn rất không vừa mắt a. Không muốn lãng phí thời gian, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, mau đưa kiếm của ngươi cho ta mượn sử dụng. Mặc dù thực lực của hắn cùng An Nam Tĩnh đều rất mạnh, nhưng hai người bọn họ vẫn không cách nào chống lại cường giả chân cảnh. Cho nên hắn chỉ có thể xin Tiểu Bạch giúp đỡ, có kiếm gỗ này. Tăng thêm hắn và An Nam Tĩnh, có lẽ có thể liều mạng với cường giả chân cảnh. Mà kiếm gỗ này đến bây giờ, chỉ nhận Tiểu Bạch, cũng chỉ chơi với Tiểu Bạch, nếu người khác sờ nó sẽ lập tức bão tố. Nghe Dương Diệp nói, Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ, bắt đầu giao lưu. Một lát sau, kiếm gỗ dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng Tiểu Bạch lại ngẩng đầu nhìn Dương Diệp lắc đầu. Dương Diệp sầm mặt lại, bởi vì kiếm gỗ không đáp ứng.
trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Trong hiện thực, bành, Dương Diệp vừa trở lại hiện thực, đã nhìn thấy An Nam Tĩnh bị lão giả áo bào đen kia chấn lui, mà lúc này cánh tay của An Nam Tĩnh đã vỡ ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức dữ tợn lên, đang muốn ra tay, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ở trong tay Tiểu Bạch chính là thanh kiếm gỗ. Dương Diệp nao nao, lập tức vui mừng. Nó đồng ý. Tiểu Bạch lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó nàng ôm kiếm gỗ quay người nhìn về phía lão giả áo bào đen, sau một khắc, móng phải nàng cầm kiếm gỗ cách không chỉ ra. Hiu. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, thanh kiếm gỗ trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ về phía lão giả áo bào đen. Oanh! Nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh nổ vang, lão giả áo bào đen bị một kiếm này đẩy lui 10 trượng. Bất quá kiếm gỗ cũng bị lão giả áo bào đen đánh bay trở về trước mặt Tiểu Bạch. Dương Diệp! Một bên trong mắt An Nam Tĩnh cũng hiện lên vẻ khác biệt, nàng nhìn thoáng qua kiếm gỗ, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Tiểu Bạch khẳng định là không có năng lực gì, lão giả áo bào đen bị đẩy lui, toàn bộ là nhờ năng lực của thanh kiếm gỗ. Mà kiếm gỗ này lại có thể đẩy lui một tên cường giả chân cảnh. Đây là cái kiếm gì? Đừng nói An Nam Tĩnh, Dương Diệp cũng có chút chấn kinh. Kiếm gỗ này đến tột cùng có lai lịch gì? Hắn thật có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy lão giả áo bào đen bị một kiếm đẩy lui, trong mắt Tiểu Bạch lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Sau đó tiểu chảo nàng vội vàng vẽ một vòng tròn. Nơi xa, thanh kiếm gỗ lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra, bất quá lần này, kiếm quang có chút quỷ dị, bởi vì kiếm quang là hiện lên phương thức hình tròn vọt về phía lão giả áo bào đen. Kiếm quang hình tròn. Nơi xa, lão giả áo bào đen trầm mặc một cái chớp mắt, hắn đột nhiên bước ra một bước, sau đó bàn tay nhô ra, trong chốc lát, những không gian trước mặt hắn bắt đầu tầng tầng co vào. Rất nhanh, thanh kiếm gỗ bị những không gian kia vây lại. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại, muốn ra tay, nhưng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giơ lên móng phải, sau đó bắt đầu vung nhanh. Lúc này, nơi xa thanh kiếm gỗ đột nhiên bắt đầu xoay tròn, theo lựa chọn của nó, từng đạo kiếm quang không ngừng từ trong cơ thể nó kích xạ, trong chốc lát, những không gian chung quanh nó bị kiếm quang xé rách. Dương Diệp. Chấm. Sau khi kiếm quang xé rách những không gian kia, Tiểu Bạch mắt lườm một cái, sau đó tiểu chảo chỉ về phía lão giả áo bào đen. Hiu! Kiếm quang bắn nhanh ra, trong chớp mắt đi tới trước mặt lão giả áo bào đen. Lão giả áo bào đen tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Chung quanh mấy vạn dặm run lên kịch liệt, sau đó thanh kiếm gỗ bị đánh bay, nhưng lão giả áo bào đen cũng lùi lại 10 trượng. Tiểu Bạch mở tròn mắt. Sau đó tiểu chảo chỉ lão giả áo bào đen, nhưng thanh kiếm gỗ lại không có bay qua, mà bay ngược trở về trước mặt nàng, sau đó rung động nhẹ nhẹ, dường như cùng nàng giao lưu. Rất nhanh, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó tiểu chảo qua múa. Chỉ chốc lát, Dương Diệp minh bạch ý tứ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đây là đang gọi hắn lên, bởi vì trong thanh kiếm gỗ không còn linh khí, nàng muốn ra chỉ linh khí cho kiếm gỗ. Sau khi nói xong, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ đi tới sau lưng Dương Diệp, sau đó nàng mở ra miệng nhỏ ngậm kiếm gỗ, trong chốc lát, vô số linh khí màu ngà sữa từ trong miệng nàng bừng lên, những linh khí này mới vừa xuất hiện, đều bị kiếm gỗ hấp thu. Dương Diệp, nguyên lai là thanh kiếm này. Đúng lúc này, xa xa lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Thật bất ngờ, không nghĩ tới nó vậy mà ở trong tay ngươi. Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo bào đen. Ngươi biết kiếm này? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lão giả áo bào đen hỏi lại. Dương Diệp lắc đầu. Còn không biết. Lão giả áo bào đen nhẹ gật đầu. Không trọng yếu, kiếm này ở trên thân thể ngươi, chờ thực lực ngươi càng mạnh một chút, chỉ sợ lão phu cũng không phải là đối thủ. Cho nên, ngươi bây giờ vẫn là đi chết đi. Thanh âm rơi xuống, chân phải hắn đột nhiên nhẹ nhàng giẫm hư không một cái, trong chốc lát. Cả người hóa thành một cột sáng màu đen mãnh liệt bắn ra. Những nơi đi qua, không gian chung quanh lập tức sụp đổ, vô cùng dọa người. Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên người Dương Diệp, hai người trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên chân phải Dương Diệp giẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Nhất kiếm luân hồi. Một bên, An Nam Tĩnh nắm Liệt Thiên ném một cái, Liệt Thiên lập tức phá không, mà bản thân nàng lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau Liệt Thiên. Sau đó đá mạnh Liệt Thiên một cước.
Xuy. Tốc độ của Liệt Thiên lập tức bùng lên, trực tiếp vượt qua Dương Diệp, sau đó cùng cột sáng màu đen hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Cả hai vừa mới tiếp xúc liền nổ tung, Liệt Thiên bị lực lượng cường đại trong cột sáng đánh bay, bất quá lúc này, Dương Diệp hóa thành kiếm quang đã tới. Oanh! Giữa sân lần nữa vang lên âm thanh nổ vang rung trời, chung quanh mấy vạn dặm run lên kịch liệt. Mà lúc này, An Nam tính tay cầm Liệt Thiên lần nữa lao đến. Sau đó vô số đạo kim quang cùng kiếm quang không ngừng hiện lên. Ầm 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 ầm. Giữa sân vang lên từng tiếng oanh minh, tinh không chung quanh bắt đầu điên cuồng rung động, phảng phất như muốn sụp đổ, vô cùng dọa người. Mà ở một bên, Tiểu Bạch đã ngừng lại, nàng quay đầu nhìn ba người Dương Diệp, ánh mắt chớp chớp, sau đó vội vàng ôm kiếm gỗ. Lúc này, nàng có chút muốn chạy. Thế nhưng Dương Diệp còn ở bên kia, hiện tại nàng rất xoắn xuýt. Bởi vì nàng có chút sợ hãi. Nhưng nàng lại không muốn bỏ Dương Diệp chạy. Sau khi xoắn xuýt, miệng nhỏ nàng phồng lên, trong mắt mang theo một tia phẫn nộ, sau đó nàng cúi đầu nhìn về phía kiếm gỗ trong tay, tiểu chảo chỉ vào không gian đen kịt kia. Hiu! Kiếm gỗ lập tức bắn nhanh ra, sau đó hóa thành một đạo trường hồng chui vào trong không gian đen kịt. Oanh! Nơi xa, trong không gian đen kịt lập tức truyền đến tiếng nổ lớn, ngay sau đó. Trong hắc động bắt đầu rung động kịch liệt, cùng lúc đó, những không gian chung quanh vậy mà bắt đầu rạn nứt, vô số vết nứt không gian lít nha lít nhít lan tràn. Nơi xa, Tiểu Bạch mở tròn mắt, bắt đầu lui về sau. Mà đúng lúc này, trong hắc động đột nhiên truyền đến âm thanh nổ vang, một thanh kiếm từ trong đó bay ngược về trước mặt. Tiểu Bạch, chuôi kiếm này chính là thanh kiếm gỗ. Qua không sai biệt lắm mười mấy tức sau, vùng không gian kia bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhanh, cả không gian khôi phục bình thường, ba người Dương Diệp xuất hiện ở giữa sân. Yên lặng một cái chớp mắt, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Vẫn có chút đánh giá thấp các ngươi. Không thể không nói, các ngươi thực rất mạnh, nếu các ngươi đạt đến chí cảnh, không, nếu các ngươi đạt đến nửa bước chí cảnh, hai người các ngươi liên thủ, lão phu cũng phải sợ năm phần. Nhưng bây giờ, hiện tại các ngươi vẫn quá yếu. Nói xong. Thân hình khẽ động vọt về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, lão giả áo bào đen thân hình đột nhiên xoay chuyển, vọt về phía Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Tiểu Bạch lập tức trợn lên, nàng gắt gao ôm kiếm gỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Giữa sân làm lão giả áo bào đen kiêng kỵ nhất không phải Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, mà là chuôi kiếm này. Chuẩn xác mà nói. Là hắn sợ chuôi kiếm này cùng Dương Diệp liên thủ. Chuôi kiếm này, mặc dù bây giờ rất mạnh, nhưng nó chung quy là không nhiều, bởi vì không có người sử dụng nó. Nhưng một khi có người sử dụng nó, tỉ như Dương Diệp, khi đó uy lực của chuôi kiếm này chắc chắn gia tăng mấy lần. Khi đó Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, thật sự có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bởi vậy vì đề phòng vạn nhất, cho nên hắn quyết định trước đoạt kiếm. Nơi xa. Nhìn thấy lão giả áo bào đen phóng về phía Tiểu Bạch, sắc mặt Dương Diệp đại biến, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía lão giả áo bào đen. Nhưng tốc độ của hắn làm sao vượt qua cường giả chân cảnh. Lúc này, lão giả áo bào đen đã ở trước mặt Tiểu Bạch, sau đó hắn đánh về phía Tiểu Bạch một chưởng. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau một khắc, nàng trực tiếp buông kiếm gỗ ra, hai tiểu chảo che kín ánh mắt của. Mình. Giờ khắc này, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, nàng sợ hãi tới cực điểm. Nơi xa, Dương Diệp muốn rách cả mí mắt. Nhưng đúng lúc nào, đột nhiên một người thần bí mặc ma bào xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Oanh! Một cỗ lực lượng từ trong lòng bàn tay hắn đổ xuống, thoáng qua, lão giả áo bào đen bị chấn lui về sau trăm trượng, mà người thần bí cũng lui về cơ sau trọn vẹn trăm trượng. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch vô sự, Dương Diệp thở dài một hơi. Dường như đã nhận ra cái gì, tiểu chảo của Tiểu Bạch tách ra hai ngón tay, từ trong khe hở, nàng nhìn thấy Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, nàng liền nhào vào trong ngực đối phương, bắt đầu khóc lớn lên. Trong nháy mắt, Dương Diệp bị sương mù màu trắng bao phủ. Dương Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bạch, sau đó đưa Tiểu Bạch vào trong hồng mông tháp, Tiểu Bạch tiến vào hồng mông tháp. Thanh kiếm gỗ cũng vội vàng đi vào theo. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía người thần bí ma bào, toàn thân người thần bí bị bao phủ ở trong ma bào,
thần thức vừa tới trước mặt hắn một trượng tự động tiêu thất, bởi vậy Dương Diệp căn bản không biết thân phận của đối phương. Ngươi là ai? Đúng lúc này, xa xa lão giả áo bào đen đột nhiên hỏi. Ngươi là ai? Người thần bí hỏi lại. Nơi xa, lão giả áo bào đen trầm mặc hồi lâu, sau đó quay người, thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía thần bí nhân nói. Đa tạ. Người thần bí trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Người kia là người Dương gia. Người cũng là người Dương gia, đúng không? Dương Diệp hỏi. Người thần bí không có trả lời, hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói. Nếu như ta là ngươi, hiện tại ta sẽ rời xa Dương gia, vĩnh viễn không trở về. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Người thần bí kia nói. Phụ thân ngươi năm đó có rất nhiều thủ hạ, mà bây giờ, những thủ hạ kia, phần lớn đều ở Dương gia giữ chức vị cực cao, nhưng ngươi có biết, sau khi ngươi trở về, vì sao không có người nào tới tìm ngươi không? Vì cái gì? Dương Diệp lại hỏi. Người thần bí nói. Có người thì sợ rước họa vào thân, mà có người thì muốn bảo hộ ngươi. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Người thần bí nói. Phụ thân ngươi năm đó, là một trong rất nhiều thiếu gia, hắn nguyên bản là nhân tuyển gia chủ duy nhất. Đáng tiếc, hắn đột nhiên xảy ra chuyện, tu vi tan hết. Cho nên hiện tại gia chủ là người khác, ngươi hiểu ý của ta không? Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Dương gia gia chủ muốn giết ta. Người thần bí lắc đầu. Nếu hắn muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn được. Nhưng ngươi phải biết, năm đó phụ thân ngươi ở Dương gia đắc tội người cũng không ít. Những người kia, bây giờ ở Dương gia, đồng dạng nắm giữ chức vị cao. Hơn nữa trong đó một số người đã mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tỷ như người ban nãy. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, người thần bí lại nói. Bọn hắn lo lắng ngươi trở về báo thù, bởi vì phụ thân ngươi đánh xuống Giang Sơn, phần lớn đều đã bị những người kia chia cắt. Trừ cái đó ra, năm đó bọn hắn còn ở trong bóng tối truy sát phụ thân ngươi. Ngươi bây giờ trở về, hơn nữa còn muốn tranh thế tử vị, thiên phú còn yêu nghiệt như thế, ngươi nói, bọn hắn sẽ không lo lắng sao? Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Hiện tại sở dĩ những người kia không có công khai giết ngươi, bao quát điện chủ giới luật điện nhượng bộ, còn có trưởng lão điện nhượng bộ, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Dương Diệp lắc đầu. Bởi vì phụ thân ngươi. Người thần bí trầm giọng nói. Bởi vì đến trước mắt, ai cũng không biết phụ thân ngươi sống hay chết. Trước khi không có xác nhận hắn chết, bọn hắn không dám công khai giết ngươi. Trước kia hắn rất mạnh. Dương Diệp nói. Người thần bí trầm mặc một lát, sau đó nói. Từ khi Dương gia ta có lịch sử, có ba người thiên phú mạnh nhất, cái thứ nhất là tổ tiên Dương gia, bởi vì hắn đạt đến một cấp độ nào đó, để huyết mạch của mình biến dị, sau đó sáng lập Dương gia. Thứ hai là phụ thân ngươi, hắn đã đột phá gông cùm xiềng xích của huyết mạch gia tộc, sắp thu hoạch được huyết mạch mới thuộc về mình, nhưng đáng tiếc, hắn còn không có thành công, thân thể đã xuất hiện biến cố. Cái thứ ba là ai? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương. Người thần bí trầm giọng nói. Người yêu nghiệt nhất trước mắt của Dương gia ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. So với chúng ta thì như thế nào? Còn mạnh hơn ngươi. Người thần bí trả lời không chút do dự. Dương Diệp. Mà lúc này, người thần bí nhìn về phía An Nam Tĩnh, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi cũng rất mạnh, so với nàng ta cũng không dám xác định các ngươi người nào thiên phú càng tốt hơn, nhưng ngươi bây giờ đánh không lại nàng. Vì cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Bởi vì hiện tại nàng thấp nhất cũng đã là chí cảnh. Người thần bí trầm giọng nói. Chí cảnh. Dương Diệp trầm mặc, loại thiên tài này một khi đạt đến chí cảnh, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Đừng nói Dương Liêm Xương, lo ngay cả hắn đạt đến chí cảnh, chiến lực khẳng định cũng sẽ rất khủng bố, chí ít cường giả chân cảnh không cần e ngại. Lúc này, người thần bí lại nói. Đi thôi, người đã cứu được bằng hữu của ngươi, người có thể mang theo bằng hữu của ngươi rời xa hệ ngân hà, đi càng xa càng tốt. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu. Không thể cơ đi. Vì cái gì? Người thần bí hỏi. Dương Diệp nói. Lúc trước, ta cảm thấy ta không quay lại Dương gia, không đến tham gia thế tử chi tranh, Dương gia sẽ không tới tìm ta phiền phức, sự thực là ta sai rồi. Hiện tại bọn hắn biết ta sống, còn biết tiềm lực của ta cũng không tệ lắm,
cho nên dù cho bây giờ ta rời Dương ra, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ có người chết mới là an toàn nhất, không phải sao? Người thần bí trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi có thể trốn xa một chút. Trốn xa một chút. Dương Diệp lắc đầu. Ta trốn lại xa cũng vô dụng, bởi vì người thân của ta đều ở thiên toàn hệ. Nếu ta trốn, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay với người thân của ta, sau đó bức ta ra. Cho nên ta không thể đi. Một đời trước ân oán, ta không muốn quản, nhưng bọn hắn đã không nguyện ý thả ta. Ta mặc kệ cũng phải quản, đều là người, ai sợ ai. Người thần bí nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Lần này nước trong Dương gia rất sâu. Dương Diệp nói. Lại sâu cũng phải nhảy vào. Bởi vì ta ở Dương gia là người Dương gia, như lời ngươi nói, bọn hắn không dám công khai giết ta. Nhưng nếu ta rời Dương gia ta liền không phải là người Dương gia, khi đó bọn hắn không cần cố kỵ cái gì, khi đó tình cảnh của ta càng hỏng bét. Hiện tại hắn cũng minh bạch, có một số việc, trốn tránh là không được. Như hắn nói, hắn lưu lại Dương gia, là người Dương gia, có thể mượn nhờ rất nhiều lực lượng cùng tài nguyên của Dương gia, đồng thời để những người kia tuân thủ quy tắc Dương gia, chí ít bề ngoài là phải tuân thủ. Nhưng một khi rời Dương gia, những người kia sẽ không cùng hắn nói quy tắc gì. Cho nên, hắn không thể rời Dương gia. Người thần bí trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi nói cũng có lý, chỉ là bây giờ ngươi tiến vào Dương gia, phía sau không có người duy trì, muốn ở trong thế tử chi tranh sống sót, chỉ sợ rất khó, bởi vì rất nhiều thiếu gia khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Những người kia, mặc dù không thể công khai giết ngươi, nhưng lại có thể dùng thế tử chi tranh tới giết ngươi, khi đó coi như phụ thân ngươi còn sống trở về, cũng không trách được bọn hắn. Dương Diệp cười nói, nếu quả thật chết ở trong thế tử chi tranh, đó là thực lực của Dương Diệp ta không đủ, trách không được người khác. Người thần bí nói, thôi được, tùy ngươi vậy. Nói xong, người thần bí muốn quay người rời đi, nhưng lúc này Dương Diệp vội vàng nói. Ngươi biết Khô Gia không? Người thần bí dừng bước lại, nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi muốn đi Khô Gia? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Muốn đi cầu dưỡng hồn mộc? Người thần bí lắc đầu. Chớ đi. Vì sao? Dương Diệp nói. Người thần bí nói. Hồn thụ là chí bảo của bọn hắn. Mỗi một cành dưỡng hồn mộc, đối với bọn hắn mà nói, đều vô cùng chân quý. Xem như đệ tử Khô Gia, cả một đời cũng khó thu hoạch được một cây dưỡng hồn mộc. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho ngươi sao? Chân quý như vậy. Dương Diệp nhíu mày. Nào chỉ chân quý. Người thần bí nói. Hồn thụ, ở trước mắt mà nói, chỉ xuất hiện qua một cây, mà một cây này đang ở Khô Gia. Hơn nữa hồn thụ này, còn không phải hồn thụ hoàn chỉnh, dường như năm đó bị người thương qua, bởi vậy hồn thụ này nghe nói đang dần khô cạn, cho nên ngươi nói nó chân quý không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Người Khô Gia dễ nói chuyện không? Người thần bí nói. Phải coi là chuyện gì, nếu như là hồn thụ, vậy bọn hắn khẳng định không dễ nói chuyện. Nếu để cho gia chủ đi, có lẽ bọn hắn còn có thể cho chút mặt mũi, ngươi đi. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi khả năng ngay cả người của bọn hắn cũng không gặp được. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía người thần bí. Giúp một chút được không? Cái gì? Người thần bí hỏi. Dương Diệp nói. Chúng ta đi Khô Gia đoạt. Ta còn có việc, cáo từ. Người thần bí nói xong, người đã tiêu thất ở giữa sân. Dương Diệp. Chấm. Chấm. Người thần bí đi không chút do dự. Tại chỗ, Dương Diệp. Qua một hồi lâu, hắn lắc đầu, việc này còn phải nhìn chính mình a. Bất quá không thể làm loạn, bởi vì từ thái độ của người thần bí, hắn có thể cảm giác được, Khô Gia khẳng định không tầm thường. Đương nhiên, coi như lại không tầm thường, hắn cũng phải đi thử một chút. Người kia là ai? Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, kỳ thật hắn cũng tò mò thân phận của thần bí nhân này, đối phương là cường giả chân cảnh, ở Dương gia địa vị khẳng định không thấp. Bất quá hắn biết, sở dĩ đối phương ra mặt giúp hắn, khẳng định cùng phụ thân có chút quan hệ. Dương gia. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu, hiện tại hắn đã ở trong nước xoáy, có thể làm, không phải trốn tránh, mà là từ trong nước xoáy này lao ra. Mà muốn từ trong nước xoáy lao ra, chỉ có hai con đường. Một là chết, người vừa chết, xong hết mọi chuyện. Chết rồi, tự nhiên là đi ra.
hai là dùng thực lực lao ra, mạnh đến khiến cho mọi người không dám tới tìm hắn gây sự. Chết, hắn đương nhiên sẽ không đi lựa chọn chết. Cho nên, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là trước mắt hắn muốn làm. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Tiến vào Hồng Mông Tháp đi. Trải qua sự tình vừa rồi, hắn biết, trong Dương gia có thật nhiều người muốn hắn chết, cho nên hắn không thể lại nghênh ngang. Hắn cũng không muốn thỉnh thoảng xuất hiện một vị cường giả chân cảnh tới giết hắn. An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu, thân hình nàng run lên, trực tiếp tiến vào trong Hồng Mông Tháp. An Nam Tĩnh tiến vào Hồng Mông Tháp, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp ẩn giấu đi. Hiện tại ám chi pháp tắc của hắn đã đạt đến chí cảnh, tăng thêm hắn còn có kiếm vực ẩn nấp cùng không gian pháp tắc, có thể nói, chỉ cần trước đó không bị người khóa chặt, coi như cường giả chân cảnh cũng khó mà phát hiện hắn. Sau khi Dương Diệp tiêu thất, một lão giả áo xám xuất hiện ở vị trí trước đó. Cường giả chân cảnh. Sau khi lão giả áo xám xuất hiện, người thần bí trước đó tiêu thất lại xuất hiện lần nữa. Lão giả áo xám nhìn về phía người thần bí. Ta không có ác ý với bọn hắn. Người thần bí khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trước ngực lão giả áo xám, ở nơi đó thêu một chữ Vũ nho nhỏ. Ngươi là người Vũ gia? Người thần bí hỏi. Lão giả áo xám khẽ gật đầu. Phụng mệnh bảo hộ nha đầu kia. Nàng là người Vũ gia? Người thần bí lại hỏi. Phải. Lão giả áo xám nói. Người thần bí trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vũ gia các ngươi cũng muốn lẫn vào thế tử chi tranh của Dương gia ta. Lão giả áo xám khẽ lắc đầu. Chúng ta không có hứng thú, chỉ là nàng cùng tiểu tử kia quan hệ quá sâu, Vũ gia ta cũng không tiện ngăn cản, cho nên chỉ có thể ở trong bóng tối bảo hộ nàng. Mà bây giờ, người ngăn trở ta, dùng công phu ẩn nấp của tiểu tử kia, chỉ sợ lão phu cũng không tìm được hắn. Người thần bí nói. Không sao, dùng tính tình của hắn. Đoán chừng không bao lâu sẽ làm ra động tĩnh lớn, khi đó ngươi liền biết hắn ở đâu. Lão giả áo xám lắc đầu cười một tiếng. Cũng phải. Cáo từ. Người thần bí nói xong, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lão giả áo xám có chút trầm ngâm, sau đó cũng tiêu thất. Chấm. Cách Dương gia thế tử chi tranh, còn lại không đến 10 ngày, bất quá đối với Dương Diệp mà nói, hiện tại hắn chỉ muốn cứu tỉnh Tiểu Thiên. Linh hồn của Tiểu Thiên bị trọng thương, mặc dù có Hồng Mông tử khí không để cho linh hồn nàng tiêu tán, nhưng Hồng Mông tử khí lại là không cách nào khôi phục linh hồn của nàng. Linh hồn của nàng có thể sẽ dần dần tiêu tán, bởi vì linh hồn của nàng bị thương thật sự quá nặng. Cho nên, dưỡng hồn mộc này, hắn nhất định phải được. Chấm. Khô Yên Hệ. Khô Yên Hệ nguyên bản không gọi Khô Yên Hệ, cuối cùng sở dĩ đổi tên gọi Khô Yên Hệ. Là bởi vì Khô gia vì kỷ niệm Khô gia tiên tổ, cho nên mới sửa đổi. Bởi vì Khô gia tiên tổ tên Khô Yên. Khô Yên Hệ cũng không lớn, phải nói rất nhỏ. Toàn bộ Khô Yên Hệ chỉ có một đại thế giới, tên Khô Yên Đại Lục, mà ở toàn bộ đại lục, cũng chỉ có một nhà, chính là Khô gia. Khô gia có chút không giống gia tộc khác, bởi vì bọn hắn chưa từng ra cướp đoạt, chưa từng chinh chiến, thậm chí đệ tử của gia tộc bọn hắn cũng rất ít xuất thế. Bởi vậy Khô gia lộ ra cực kỳ thần bí, bởi vì không có ai biết thực lực chân chính của Khô gia. Không biết, đáng sợ nhất. Ở dưới tốc độ cao nhất của Dương Diệp, không đến 2 ngày, Dương Diệp đã chạy tới Khô Yên Hệ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Hư Hệ cách Khô Yên Hệ không xa. Chỉ là hắn vừa tiến vào Khô Yên Hệ, không gian chung quanh hắn lại đột nhiên khẽ run lên, Dương Diệp thầm nghĩ hỏng bét, quả nhiên rất nhanh, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi, tóc xanh như suối, dài đến eo thân, mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, trên váy dài điểm xuyết lấy từng lá trúc thật nhỏ. Mà ở trong tay nữ tử, là một nhánh trúc nhỏ bé. Nữ tử nhìn thoáng qua vị trí của Dương Diệp, sau đó nói. Từ nơi nào đến, thì trở về nơi đó. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp từ trong không gian đi ra. Hắn biết, muốn đi trộm là không thể nào. Dương Diệp nhìn nữ tử ôm quyền, sau đó nói. Dương gia, Dương Diệp. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Chuyện gì? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Đi cầu một gốc dưỡng hồn mộc. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Từ nơi nào đến,
thì trở về nơi đó. Dương Diệp lắc đầu. Không quay lại, vậy thì chết. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu. Cũng không muốn chết. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, trong chốc lát, một đạo kiếm quang màu xanh trong nháy mắt đến trước mặt. Dương Diệp. Kiếm tu. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn không nghĩ tới, nữ tử trước mắt này lại là một kiếm tu, hơn nữa còn là một vị kiếm tu cường đại. Không dám khinh thường, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp lui về sau trọn vẹn trăm trượng, nhưng ánh kiếm màu xanh kia lại không có tiêu thất, mà dùng một loại phương thức quỷ dị kích xạ về phía hắn. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trường kiếm đâm thẳng ra. Xuy! Kiếm quang hiện lên, ánh kiếm màu xanh kia lập tức tiêu tán. Nơi xa, nữ tử nhíu mày. Kiếm tu. Dương Diệp cười hắc hắc. Đều là kiếm tu, giúp một chút đi, ta chỉ muốn một gốc dưỡng hồn mộc, ta không phải lấy không, ta dùng đồ vật đến đổi, hoặc các ngươi có yêu cầu gì đều có thể nói, ta nhất định sẽ. Không có. Lúc này, nữ tử đột nhiên đánh gãy Dương Diệp. Rời đi, bằng không thì đừng trách khô ra ta vô tình. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Các ngươi không cho ta không đi. Kỳ thật hắn cũng biết, lần này mình đối lý, có chút vô lý hổ nháo. Nhưng không có cách, dưỡng hồn mộc quan hệ đến tiểu thiên sinh tử, đừng nói đối lý, xem như chuyện càng vô sỉ, hắn cũng nguyện ý làm. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên nàng bước ra một bước, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhánh trúc trong tay trực tiếp đâm về phía mi tâm Dương Diệp, nhanh như thiểm điện. Dương Diệp không có ngồi chờ chết, tay khẽ động, trường kiếm móc nghiêng. Đang! Một âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, sau đó Dương Diệp cùng nữ tử đồng thời lui về phía sau, mà lúc này, nữ tử đột nhiên nắm nhánh trúc nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy! Một đạo kiếm quang màu xanh lóe lên. Dương Diệp giơ kiếm bổ một phát. Oanh! Ánh kiếm màu xanh kia ầm vang tiêu tán, mà đúng lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, nhánh trúc mang theo một đạo kiếm quang đâm thẳng mặt hắn. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn giơ kiếm đón đỡ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì tốc độ của nhánh trúc đột nhiên nhanh hơn nữa lực lượng trong đó tăng cường chí ít mấy lần. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, nữ tử lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một cỗ kiếm ý cường đại trực tiếp bao phủ hắn lại. Kiếm ý quy nguyên cảnh. Kiếm ý xuất hiện, vô số đạo kiếm quang màu xanh theo sát tới. Bành 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 bành. Giữa sân, từng âm thanh nổ vang không ngừng vang lên, theo những âm thanh nổ vang này, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại, không đến một hồi, hắn đã bị nữ tử chấn đến hơn mấy ngàn trượng, đồng thời còn đang lấy tốc độ cực nhanh lui lại. Quá ước chừng 10 hơi. Oanh! Một thanh kiếm đặt ngang ở trên gáy nàng. Mà Dương Diệp trước đó ở bên ngoài ngàn trượng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nàng, mà kiếm trên gáy nữ tử, chính là kiếm của Dương Diệp. Ám chi pháp tắc. Lúc trước sở dĩ hắn yếu thế, bị nữ tử đánh liên tiếp lui về phía sau, chính là vì chờ một kiếm này. Dương Diệp không có giết nữ tử, lần này hắn tới, là cầu người, mà không phải đến gây chuyện. Lập tức hắn thu kiếm, sau đó lui về trăm trượng nói. Muội tử, ngươi nhìn, ta không có ác ý, ta là một người tốt, thực. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đến, lại tiếp ta một kiếm. Thanh âm rơi xuống, hai mắt nàng trực tiếp đóng lại, sau một khắc, linh hồn nàng từ trong nhục thân thoáng hiện, một đạo kiếm quang lóe lên. Kiếm hồn kỹ. Sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới nữ tử này biết kiếm hồn kỹ, không dám khinh thường, vội vàng thi triển ra kiếm ý quy nguyên cảnh, sau đó giơ kiếm đánh xuống. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bị chấn đến hơn 3.000 trượng. Mà Dương Diệp vừa dừng lại, linh hồn nữ tử tay cầm nhánh trúc đã lấn người tới, lần nữa chém xuống một kiếm. Bành! Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi. Lần này, hắn không dám có giữ lại, thi triển ra nhất kiếm luân hồi. Oanh! Giữa sân đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, ngay sau đó, vô số đạo kiếm quang không ngừng bắn tung tóe. Dương Diệp lại bị chấn đến hơn ngàn trượng, nhưng linh hồn của nữ tử kia lại lùi về trong thân thể. Sau một khắc,
linh hồn của nàng lại hiện ra, kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, vội vàng giơ hai tay lên. Ta đầu hàng. Nghe Dương Diệp nói, linh hồn của nữ tử kia lập tức đứng ở trước mặt Dương Diệp một trượng, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dập dờn, cùng lúc đó, cái bóng sau lưng nhục thân của nữ tử đột nhiên động đậy, ngay sau đó, một thanh kiếm đặt ngang ở trên yết hầu của nữ tử. Dương Diệp nhìn về phía linh hồn nữ tử ở xa xa nói, ban nãy ta chỉ là đùa một chút. Chỉ đùa một chút. Nơi xa, linh hồn của nữ tử kia biểu lộ lạnh như băng, nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại đoán chừng Dương Diệp đã chết chí ít 100 lần. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên lui ra, Dương Diệp vừa thối lui, linh hồn nữ tử kia hóa thành một đạo hắc quang chui vào nhục thể của nàng, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, âm thanh lạnh lùng nói. Vô sỉ. Dưới cái nhìn của nàng, kiếm tu quyết đấu, nên quang minh chính đại công bằng quyết đấu, chỉ ít trước kia nàng gặp phải kiếm tu đều như vậy. Nhưng nàng không nghĩ tới, vị trước mắt này lại dở trò. Dưới cái nhìn của nàng, đây là đáng xấu hổ, cực kỳ đáng xấu hổ. Nơi xa, Dương Diệp lắc đầu. Ngươi sai. Sai. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm tu, tự nhiên quang minh lỗi lạc, tự nhiên thẳng thắn. Mà ngươi thì sao? Ngươi căn bản không xứng là mồ kiếm tu. Dương Diệp nói. Câu trước của ngươi, ta rất tán thành, bởi vì đây là kiếm đạo của ngươi. Nhưng câu sau, ta không dám gật bừa. Mỗi ích người đều có kiếm đạo của mỗi người, mà kiếm đạo của ta, là tùy tâm sở dục. Ta muốn lỗi lạc thì lỗi lạc, ta muốn bằng phẳng thì bằng phẳng, đồng dạng, ta muốn vô sỉ, ta liền vô sỉ. Hiểu chưa? Ngụy biện. Nữ tử lạnh lùng nói. Vô sỉ là vô sỉ, còn muốn tìm cớ cho mình, dối trá. Dương Diệp nhún vai nói. Ta thừa nhận ta vô sỉ a. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Chúng ta tới đánh cược, ta cùng ngươi công bằng chiến một trận, nếu như ta thua, ta mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Nếu như ta thua thì sao? Nữ tử hỏi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, nữ tử lại đột nhiên nói. Ta không có dưỡng hồn mộc. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này không ngốc à. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta biết ngươi không có dưỡng hồn mộc, như vậy đi, nếu như ngươi thua, ngươi dẫn ta đi khô ra, ta sẽ suy nghĩ biện pháp, thế nào? Yên tâm, ta khẳng định là không làm loạn, ngươi nhìn ta lại mạnh, cũng không có khả năng một người đi khô ra đoạt dưỡng hồn mộc à. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vậy ngươi đi khô ra làm cái gì? Kiếm tâm của ngươi có vấn đề. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Nữ tử nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp nhìn nữ tử. Làm kiếm tu, dũng cảm tiến tới, có tâm không sợ, mà ngươi thì sao? Ngươi còn chưa so kiếm với ta, đã cân nhắc sự tình sau khi thất bại, ngươi không phải kiếm tâm có vấn đề thì là cái gì? Nữ tử nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng bờ môi giật giật. Không có nói ra. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Làm kiếm tu, coi như thực lực mình không bằng người, nhưng cũng phải có tâm vô địch, trong lòng không sợ, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Nếu trong lòng có sợ, động thủ liền sẽ bó tay bó chân, sẽ trói buộc bản thân. Kiếm có trói buộc, vậy vẫn là kiếm sao? Nữ tử chau mày. Ngươi nói, giống như có chút đạo lý, nhưng tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Đương nhiên không thích hợp. Kiếm tu trong lòng không sợ, đây là không sai, nhưng nữ tử hỏi sự tình sau khi thất bại, cùng cái này không có một chút quan hệ à. Nếu như sự tình không hỏi rõ ràng liền so kiếm, vậy thì không phải không sợ, mà là ngu xuẩn. Nghe nữ tử nói, Dương Diệp nheo mắt, vội vàng nói. Ngươi nhìn ta, thực lực khô gia mạnh hơn ta không biết bao nhiêu, nhưng vì cái gì ta còn dám tới khô gia xin dưỡng hồn mộc? Vì cái gì? Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta cảm thấy là bởi vì ngươi ngốc. Dương Diệp. Chấm. Nữ tử lại nói. Mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng đến có ý đồ với dưỡng hồn mộc, là muốn chết. Dương Diệp lắc đầu. Không đúng, là ta không sợ. Khô gia mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng ta không sợ khô gia. Trong lòng không biết sợ, vô địch. Nữ tử đánh giá Dương Diệp một chút. Là có chút không sợ. Nhưng ta vẫn cảm giác ngươi ngốc. Mặt Dương Diệp đen lại. Chúng ta còn có thể tán gẫu bình thường hay không? Nữ tử lạnh nhạt nói.
Ngươi không phải muốn so kiếm sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy đến đây đi, để cho chúng ta công bằng chiến một trận. Như người mong muốn. Nữ tử nói xong, cả người hóa thành một đạo thanh quang tiêu thất ngay tại chỗ. Mà thời điểm nữ tử tiêu thất, Dương Diệp cũng tiêu thất, rất nhanh, hai đạo kiếm quang hung hăng đụng ngồ vào nhau. Oanh! Theo một tiếng oanh minh vang lên, hai người liên tục lùi lại, mà ở trước mặt hai người, vô số đạo kiếm quang không ngừng răng khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn, vùng không gian kia bị kiếm quang của hai người xé rách thành từng mảnh. Giữa sân, hai người nhìn nhau một chút, sau một khắc, hai người đồng thời tia cu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã cách xa nhau không đến nửa trượng. Tay nữ tử nhẹ nhàng xoay chuyển, nhánh trúc trong tay nàng như một con rắn độc, dùng một góc độ cực kỳ xảo trá đâm về phía yết hầu của Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, chân phải nhẹ nhàng rời nửa bước, sau đó trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra. Tốc độ của kiếm cực nhanh, trực tiếp đâm vào nhánh trúc trong tay nữ tử. Đang! Kiếm trong tay Dương Diệp cùng nhánh trúc trong tay nữ tử đồng thời run lên, sau một khắc, hai người liên tục lùi lại, mà không gian ở trước mặt hai người thì rạn nứt, thoáng qua, vùng không gian kia ầm vang sụp đổ. Sau khi không gian ầm vang sụp đổ, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào hắc động, thời điểm Dương Diệp tiến vào hắc động, xa xa sắc mặt nữ tử lập tức biến đổi, bởi vì hắc động đang dùng một loại tốc độ cực nhanh lan tràn tới. Nữ tử không dám khinh thường, thân hình run lên, xuất hiện ở hơn mấy ngàn trượng, cùng lúc đó, hai mắt nàng khép hờ, sau một khắc, linh hồn nàng từ trong nhục thân đi ra, linh hồn nàng tay cầm nhánh trúc bổ một phát. Xuy, một đạo kiếm quang màu xanh từ trong nhánh trúc hiện ra, lần này, ánh kiếm màu xanh có chút không giống lúc trước, bởi vì nơi nó đi qua, không gian không có một chút ba động, hơn nữa còn có chút hư ảo, tựa như là linh hồn thể. Bất quá khi đạo kiếm khí này chui vào trong hắc động trực tiếp nổ tung, ngay sau đó, một bóng người từ trong đó bay ngược ra. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Diệp. Dương Diệp bay ngàn trượng mới dừng lại, sau khi hắn dừng lại, hắc động đã khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn trước ngực mình một chút, ở trước ngực hắn có một vết kiếm rất sâu, đã xuyên thấu thân thể của hắn. Ban nãy, nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt dịch chuyển, một kiếm kia của đối phương sẽ trực kích trái tim của hắn. Kiếm hồn kỹ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử xa xa, hắn không nghĩ tới, kiếm hồn kỹ này lại mạnh mẽ như thế. Phải biết, vừa rồi hắn ở trong hắc động, ở trong đó, hắn khống chế rất nhiều ám vật chất cùng ám năng lượng, thời điểm đó, hắn hoàn toàn có thể đón đỡ một kích của cường giả chân cảnh, nhưng hắn lại không đón được một kiếm này của nữ tử. Thật mạnh. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm túc, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì nữ nhân này dám thả ra linh hồn của mình. Nếu như lúc trước hắn không dở trò lừa bịp, hắn căn bản không gần được nhục thân của nữ nhân này. Hiện tại hắn hiếu kỳ chính là nữ tử này ở Khô gia có thân phận gì, nếu như Khô gia tùy tiện một người đều mạnh như vậy, vậy cái này cũng quá biến thái đi. Lúc này, nữ tử ở xa xa đột nhiên nói. Kiếm đạo của ngươi không sai, đáng tiếc, kiếm kỹ quá yếu. Đương nhiên, cho dù có kiếm kỹ tốt hơn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Cùng là kiếm tu. Mặc dù ngươi vô sỉ một chút, nhưng trước đó ngươi xác thực không có nói sai, đó là kiếm đạo của ngươi, có thể lý giải. Cho nên, ngươi đi đi. Nghe nữ tử nói, Dương Diệp nao nao, sau đó lắc đầu cười cười. Muội tử, ta còn không có nghiêm túc a. Đến, chúng ta lại đến thử một chút. Nói xong, hắn dẫn theo kiếm trong tay chậm rãi đi về phía nữ tử. Nơi xa, nữ tử nhìn thấy Dương Diệp còn muốn động thủ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đây là ngươi tự mình muốn chết. Nói xong, tay nàng khẽ run lên, lập tức, một đạo kiếm quang từ nhánh trúc trong tay nàng thoáng hiện, kiếm quang chợt lóe lên, trong chớp mắt đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhưng khi đạo kiếm quang này đi vào trước mặt Dương Diệp không sai biệt lắm còn có một trượng, tốc độ của kiếm quang đột nhiên chậm lại, thời gian dần trôi qua, tốc độ kiếm quang càng ngày càng chậm, khi đi tới trước mặt Dương Diệp, đạo kiếm quang kia đã triệt để ngừng lại, cùng lúc đó, kiếm quang kia càng ngày càng hư ảo. Kiếm vực có thể áp chế hết thảy kiếm ý, trong ánh kiếm màu xanh này ẩn chứa kiếm ý của nữ tử, sở dĩ kiếm quang màu xanh mạnh như thế, cũng là bởi vì kiếm ý. Mà kiếm vực, có thể khắc chế kiếm ý. Có thể nói, Dương Diệp là khắc tinh của kiếm tu, đương nhiên, thực lực của đối phương không thể cao hơn hắn quá nhiều, bằng không thì hắn cũng không dám dùng kiếm vực trấn áp,
bởi vì như vậy sơ sót một cái, tuổi thọ của hắn có khả năng bị lấy hết sạch. Còn có một loại, chính là loại kiếm tu không dựa vào kiếm ý, tỉ như ban đầu ở nữ tử đoạn thí ở thiên thiên đại lục, đối phương không có kiếm ý, bởi vậy kiếm vực của hắn căn bản không trấn áp được đối phương. Mà nữ tử trước mắt này, hiển nhiên không phù hợp hai loại tiêu chuẩn kia. Nơi xa, nữ tử nhìn thấy một màn này, hai mắt lập tức trợn tròn, ở trong mắt nàng tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Đây là kiếm vực, làm sao có thể, loại người như ngươi, làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm vực. Nơi xa, nghe được nữ tử nói, sắc mặt Dương Diệp đen lại. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên lắc đầu. Không có khả năng, ta khẳng định là hoa mắt. Thanh âm rơi xuống, nàng lại chém xuống một kiếm. Xuy. Một đạo kiếm quang màu xanh lóe lên. Dương Diệp. Chấm. Giống như lúc trước, đạo kiếm quang này của nữ tử cách Dương Diệp nửa trượng liền ngừng lại, sau đó chậm rãi biến mất. Kiếm vực áp chế kiếm ý. Trừ khi nữ tử từ bỏ kiếm ý, bằng không thì nàng căn bản không có cách giao thủ với Dương Diệp. Nhưng nàng từ bỏ kiếm ý, nàng càng không phải đối thủ của Dương Diệp. Sở dĩ uy lực của kiếm hồn kỹ mạnh như vậy, có một nửa là công lao của kiếm ý. Kiếm hồn kỹ không có kiếm ý, Dương Diệp không cần e ngại. Nơi xa, nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp, lần này nàng biết không có nhìn lầm. Qua rất lâu, nữ tử trầm giọng nói. Ngươi làm sao lĩnh ngộ được kiếm vực? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Ngươi muốn biết không? Nữ tử nhẹ gật đầu. Dương Diệp cười nói. Về sau chúng ta có thể cộng đồng tham khảo, thế nào? Thật chứ? Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có một tia kinh ngạc. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Đương nhiên. Nữ tử đang muốn nói cái gì, đột nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì, lập tức suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói. Ta không có dưỡng hồn mộc. Dương Diệp khoát tay áo, sau đó nghiêm mặt nói. Cái gì dưỡng hồn mộc không dưỡng hồn mộc, người ta mới quen đã thân, nói mấy cái này thật sự là tổn thương cảm tình. Như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ nghiên cứu thảo luận kiếm đạo được không? Ta đối với kiếm hồn kỹ của ngươi, cũng vô cùng hiếu kỳ. Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta dẫn ngươi đi Khô Gia, nhưng ngươi tốt nhất chớ làm loạn, bằng không thì ngươi sẽ chết. Trong lòng Dương Diệp vui mừng, vội vàng nói. Ta lại không ngu ngốc, làm sao có thể ở Khô Gia làm loạn? Còn nữa, ngươi nhìn ta có thể ở Khô Gia làm loạn sao? Nữ tử nhẹ gật đầu nói. Đi thôi. Nói xong, nàng quay người thân hình run lên, tiêu thất ở cách đó không xa. Trong lòng Dương Diệp thở dài một hơi, sau đó vội vàng ngự kiếm đi theo. Cùng nữ tử trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Diệp biết được, nữ tử tên Khô Trúc Y, là đệ tử Khô Gia, lần này là nàng trấn thủ ngoại vực tinh không của Khô Yên Hệ. Trừ cái đó ra, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nữ tử nhìn có chút đơn thuần, kỳ thực rất thông minh, hơn nữa đối với hắn có lòng đề phòng. Dương Diệp cũng không đùa những tiểu tâm tư kia, chơi tiểu tâm tư, sẽ chỉ làm nữ tử coi thường. Rất nhanh, Dương Diệp theo Khô Trúc Y tới Khô Yên Đại Lục, chuẩn xác mà nói là Khô Yên Thành. Toàn bộ Khô Yên Đại Lục, chỉ có một tòa thành, chính là Khô Yên Thành này, điểm ấy giống như Dương gia. Khô Yên Thành rất quạnh quẽ, một thành trì lớn như vậy, trên đường căn bản không có người nào, ngẫu nhiên nhìn thấy một hai người, đều vội vàng đi qua. Rất nhanh, ở dưới Khô Trúc Y dẫn đầu, hai người tới một phủ đệ, thời điểm hai người sắp vào phủ, một nam tử từ trong đó đi ra. Nam tử nhìn thấy Khô Trúc Y, khẽ gật đầu, nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp, nam tử nao nao nói. Trúc Y, vị này là... Bằng hữu. Khô Trúc Y nói. Bằng hữu. Nam tử ngây cả người, sau đó đánh giá Dương Diệp một chút, cuối cùng nhìn kiếm trong tay Dương Diệp một chút. Huynh đài là kiếm tu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vâng. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó nói. Tại hạ là Khô Trúc Lâm, ca ca của Trúc Y, hoan nghênh đến Khô Gia làm khách. Dương Diệp cười nói. Đa tạ. Khô Trúc Lâm mỉm cười, sau đó nói. Ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, hắn vòng qua Dương Diệp, tiêu thất ở cách đó không xa. Đi thôi. Khô Trúc Y nói xong, quay người đi vào trong phủ. Dương Diệp vội vàng đi theo, sau đó nói. Ca ca ngươi không tệ à. Khô Trúc Y không nói gì. Dương Diệp lại nói. Trước khi ta đến, rất nhiều người bảo ta đừng đến,
nói Khô gia các ngươi rất thần bí, còn nói Doanh gia, Dương gia cùng Vũ gia cũng không dám trêu chọc các ngươi. Cái kia, Trúc Y muội tử, ngươi nói một chút, Khô gia các ngươi. Đúng lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn về phía hắn. Ta không phải Trúc Y muội tử của ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp vội vàng đi theo, sau đó nói. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Khô Trúc Y không nói gì, chỉ tiếp tục đi tới. Dương Diệp nhún vai, cũng không hỏi nữa, hiện tại hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Rất nhanh, ở dưới Khô Trúc Y dẫn đầu, hai người tới một phòng tu luyện dưới mặt đất. Giờ phút này, Dương Diệp biết đại khái Khô Trúc Y muốn làm gì. Trong phòng tu luyện, Khô Trúc Y quay người nhìn về phía Dương Diệp. Đến, chúng ta so kiếm. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta muốn dưỡng hồn mộc. Khô Trúc Y nói. Giúp ta luyện kiếm, ta hài lòng, ta cho ngươi biết một phương pháp có thể thu hoạch được dưỡng hồn mộc. Thật chứ? Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y hỏi. Khô Trúc Y khẽ gật đầu. Bất quá, có thể đạt được hay không, liền xem bản sự của ngươi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu nói. Tốt. Hiện tại hắn căn bản không có lựa chọn khác. Mạnh mẽ đoạt, cái kia chính là muốn chết. Hắn lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đối kháng được toàn bộ Khô gia. Còn trộm, kia càng không thể nào. Hắn còn chưa tiến vào Khô gia đã bị phát hiện, hiện tại đi vào, chỉ sợ Khô gia đã có cường giả đang ngó chừng hắn. Còn nữa, dưỡng hồn mộc quý giá như thế, ở xung quanh hồn thụ, khẳng định là có cường giả trấn thủ. Một khi hắn đi trộm bị phát hiện, không cần phải nói, khi đó cho dù ồ là Dương gia cũng không bảo vệ nổi hắn. Thủ đoạn đàng hoàng. Hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn đàng hoàng. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Tới đi, ta cũng muốn kiến thức kiếm hồn kỹ của ngươi một chút. Khô Trúc Y khẽ gật đầu, sau một khắc, cả người nàng tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xu cất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, sau đó đâm ra một kiếm. Không thể không nói, tốc độ của Khô Trúc Y rất nhanh, không chỉ tốc độ, kiếm tốc cũng cực nhanh, nhưng đáng tiếc chính là, Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, hơn nữa tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn nàng, lực lượng cũng mạnh hơn nàng. Tay Dương Diệp khẽ động, kiếm ra, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào nhánh trúc trong tay Khô Trúc Y. Đang, theo một thanh âm thanh thúy vang lên, kiếm trong tay Dương Diệp cùng nhánh trúc trong tay Khô Trúc Y run lên kịch liệt, thoáng qua, hai người liên tục lùi lại. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, sau đó chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Nơi xa, hai mắt Khô Trúc Y nhíu lại, tay phải giơ lên nhánh trúc bổ một phát. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, không gian chung quanh run lên kịch liệt, ngay sau đó, Khô Trúc Y bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp cũng không tiếp tục truy kích, mà chỉ nói. Sử dụng kiếm hồn kỹ của ngươi đi. Bằng không thì ngươi đánh không lại ta. Hắn cũng không có nói sai, nữ tử mặc kệ là tốc độ hay lực lượng đều không bằng hắn, mà kiếm ý, hai người bọn họ đều là quy nguyên cảnh, cho nên cận thân chiến đấu, nữ tử căn bản đánh không lại hắn. Bất quá, cận thân chiến đấu hiển nhiên không phải sở trường của nữ tử chân chính lợi hại chính là kiếm hồn kỹ, đây cũng là Dương Diệp kiêng kỵ nhất. Nơi xa, Khô Trúc Y lắc đầu. Cùng ngươi giao thủ. Làm cho ta minh bạch khuyết điểm của ta, cho nên ta muốn học tập ưu điểm của ngươi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ngươi có thể dạy ta kiếm hồn kỹ không? Kiến thức đến kiếm hồn kỹ cường đại, hắn là thật có chút muốn học kiếm hồn kỹ. Nơi xa, Khô Trúc Y trầm mặc, có chút do dự. Không thể sao? Dương Diệp nói. Khô Trúc Y suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Có thể. Trong lòng Dương Diệp vui mừng. Thật chứ? Khô Trúc Diệp gật đầu. Thật, bất quá ngươi cũng phải dạy ta cận chiến, còn có kiếm vực. Dương Diệp lắc đầu. Cận chiến có thể, nhưng kiếm vực ta không dạy được. Chỉ có thể nói, ta thi triển ra, sau đó ngươi quan sát, có thể lĩnh ngộ hay không, liền xem chính ngươi. Khô Trúc ý nghĩ một lát, sau đó nói. Cũng được, đến, tiếp tục ra chiêu. Nói xong, thân hình khẽ động, vọt về phía Dương Diệp. Rất nhanh, hai người lại kịch chiến. Sở dĩ Dương Diệp cận chiến lợi hại, là bởi vì hắn đoạn đường này đi đến, cơ hồ đều dựa vào chiến đấu tăng lên thực lực của mình. Mà Khô Trúc Y hiển nhiên không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như hắn, bởi vậy cận chiến, Khô Trúc Y trực tiếp bị áp chế.
Ngay từ đầu, Khổ Trúc Y miễn cưỡng có thể chống lại Dương Diệp, nhưng thời gian dần trôi qua, Khổ Trúc Y chỉ có thể bị động ăn đòn. Cứ như vậy, hai người trọn vẹn chiến gần một ngày một đêm. Rốt cục, ở giữa trưa ngày thứ hai, hai người ngừng lại. Nơi xa, Khổ Trúc Y ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ, đang cảm ngộ chiến đấu trước đó. Dương Diệp xếp bằng ở cách Khổ Trúc Y không xa, hắn thì đang hồi tưởng chiến đấu, sau đó mài giũa tự thân. Ở trong chiến đấu mới vừa rồi, nhiều khi hắn có thể làm tốt hơn. Đương nhiên, lúc ấy không có nghĩ tới, bây giờ nhớ lại hắn mới phát hiện. Cứ như vậy, ước chừng qua một lúc lâu, Khổ Trúc Y đột nhiên mở mắt, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Xúc cảm rất sâu. Lúc này, Dương Diệp cũng mở hai mắt ra, sau đó nói. Ta cũng vậy. Hắn không có nói dối, khác biệt chiến đấu với An Nam Tĩnh không phải kiếm tu, không cách nào ở trên kiếm đạo cho hắn quá nhiều trợ giúp. Nhưng Khổ Trúc Y khác biệt, Khổ Trúc Y là kiếm tu, mặc dù đối phương cận chiến không bằng hắn, nhưng đối phương cũng có thật nhiều chỗ thích hợp, mà những chỗ thích hợp kia, nếu như hắn học được, có thể để cho kiếm thuật của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói tóm lại, lần này so kiếm, hai người đều thu hoạch không ít. Lúc này, Khổ Trúc Y chậm rãi đứng lên, sau đó nói. Người muốn học kiếm hồn kỹ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Muốn. Khổ Trúc Y nói. Để cho ta nhìn xem linh hồn của ngươi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, linh hồn của hắn từ trong nhục thân thoát ly ra. Khi nhìn thấy linh hồn của Dương Diệp, sắc mặt Khổ Trúc Y biến đổi. Sao, sao có khả năng? Trên không nhục thân của Dương Diệp, linh hồn của hắn lẳng lặng nổi lơ lửng, mà nơi xa, trong mắt Khổ Trúc Y tràn đầy chấn. Kinh! Cái gì không có khả năng? Dương Diệp nói. Khổ Trúc Y nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Linh hồn của ngươi rất cường đại, trước kia có phải ngươi thường xuyên thôn phệ linh hồn người khác hay không? Thôn phệ linh hồn người khác? Dương Diệp nhíu mày, đang muốn lắc đầu, đột nhiên hắn nghĩ tới Hồng Mông Tháp. Hắn không có thôn phệ linh hồn người khác, nhưng Hồng Mông Tháp thường xuyên làm chuyện này. Phải biết, từ trước kia đến bây giờ, không biết có bao nhiêu người muốn đoạt xá hắn, mà những người đoạt xá kia, toàn bộ đều bị Hồng Mông Tháp xử lý. Mà sau khi Hồng Mông Tháp xử lý những người kia, năng lượng linh hồn của những người kia, khẳng định đều bị hắn hấp thu. Bởi vậy, linh hồn của hắn mới có thể mạnh mẽ như vậy. Lúc này, Khổ Trúc Y lại nói. Linh hồn cũng chia cấp bậc. Bây giờ linh hồn của ngươi là thiên cảnh, trên linh hồn thiên cảnh là trí cảnh, trên trí cảnh là chân cảnh. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói. Ta hiện tại là linh hồn thiên cảnh, đây là vì ta thường xuyên tu luyện linh hồn. Thiên cảnh. Dương Diệp cười cười. Bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt ha. Khổ Trúc Y nhẹ gật đầu, sau đó nói. Kiếm hồn kỹ, kỳ thật cũng không phải khó như vậy, chỉ ít đối với ngươi mà nói. Bởi vì kiếm đạo của ngươi đủ mạnh, tiếp theo, linh hồn ngươi cũng đủ mạnh. Cho nên ngươi tu luyện, hẳn là rất đơn giản. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hy vọng như thế. Khổ Trúc Y đi đến trước mặt Dương Diệp. Hiện tại ta dạy ngươi hồn kỹ quyết. Cái gọi là hồn kỹ quyết, là một phần tâm pháp. Nếu ngươi học được hồn kỹ quyết, bất luận kiếm kỹ gì, ngươi đều có thể dùng phương thức linh hồn thi triển ra. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp sáng lên. Bất kỳ kiếm kỹ gì cũng có thể dùng linh hồn thi triển, điều này có ý vị gì? Ý vị nhất kiếm luân hồi của hắn cũng có thể coi như là kiếm hồn kỹ thi triển. Biết vì cái gì kiếm hồn kỹ mạnh mẽ hơn kiếm kỹ bình thường không? Khổ Trúc Y đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Khổ Trúc Y hỏi. Vì cái gì? Khổ Trúc Y nói. Kỳ thật cũng không đúng, kiếm hồn kỹ có đặc thù của kiếm hồn kỹ, nhưng có kiếm kỹ cực kỳ cường đại. Cho dù là kiếm hồn kỹ cũng không thể chống lại. Nói cho cùng, vẫn là nhìn cấp bậc bản thân người thi triển cùng kiếm kỹ. Kiếm kỹ kia của ngươi, sở dĩ không mạnh bằng kiếm hồn kỹ của ta, là bởi vì kiếm hồn kỹ đã đạt đến trí cảnh, nếu như kiếm kỹ của ngươi cũng đạt đến trí cảnh, vậy chúng ta thắng bại liền không biết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Chỗ đặc thù của kiếm hồn kỹ là gì? Khổ Trúc Y không nói gì, nàng tiện tay bổ một cái. Một đạo kiếm quang hư ảo lóe lên, rất nhanh, đạo kiếm quang kia tiêu thất ở trong tầm mắt của hai người. Lúc này Khổ Trúc Y nói. Nhìn thấy không, những nơi kiếm hồn kỹ đi qua, không có không gian ba động, đây chính là hồn lực,
một loại phương thức tu hành khác, mà chỗ đặc thù của nó là hư ảo, cùng không gian ở vào một vị trí song song, mà không phải đặt mình vào trong không gian. Còn có, nó trực kích tinh thần cùng linh hồn của đối phương. Mà ngươi muốn phá nó, chỉ có hai loại phương pháp, một là dùng hồn lực phá hồn lực. Còn có một loại là lực phá. Lực phá? Dương Diệp không hiểu. Khô Trúc Y nhẹ gật đầu nói. Trước đó ở trong hắc động của ngươi, kỳ thật lực lượng kia đã đủ cường đại, nhưng vẫn không thể ngăn trở kiếm hồn kỹ của ta, là bởi vì lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh, chỉ có cường đại đến có thể ảnh hưởng không gian song song, mới có thể phá. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi nói không gian song song này, ta vẫn có chút không hiểu. Đúng lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên đi về phía hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Khô Trúc Y, không có trốn tránh. Rất nhanh, Khô Trúc Y đi tới vị trí của hắn, lúc này Khô Trúc Y đã cùng linh hồn của hắn trùng điệp với nhau. Một lát sau, Khô Trúc Y lui ra nói. Nhìn thấy không, ta ở dưới tình huống không sử dụng năng lượng, có thể cùng linh hồn của ngươi trùng điệp chung một chỗ. Vì cái gì? Bởi vì thân thể ta cùng linh hồn của ngươi không phải ở cùng một không gian. Đây chính là tính đặc thù của linh hồn. Khô Trúc Y giải thích như vậy, Dương Diệp lập tức minh bạch. Lúc này Khô Trúc Y lại nói. Bất quá kiếm kỹ hoặc huyền kỹ đạt đến trình độ nhất định, hồn kỹ cũng không cách nào ngăn cản. Cho nên hồn kỹ có chỗ đặc thù của hồn kỹ, nhưng huyền kỹ cũng có sự cường đại của nó. Đơn giản mà nói, không có hồn kỹ hoặc kiếm kỹ mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Khô Trúc Y nói, hắn là cực kỳ tán đồng, mặc kệ là kiếm kỹ hay hồn kỹ, đều phải nhìn người thi triển nó. Lúc này, Khô Trúc Y cong ngón búng ra, một luồng quang mang lập tức chui vào trong mi tâm Dương Diệp, cùng lúc đó, từng tin tức lập tức xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Tâm pháp hồn kỹ quyết. Tâm pháp hồn kỹ quyết cấp trí cảnh. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, qua ước chừng một khắc đồng hồ, hắn mới hấp thu toàn bộ. Trong thời gian sau đó, Dương Diệp bồi Khô Trúc Y luyện kiếm, mà Khô Trúc Y thì dạy Dương Diệp kiếm hồn kỹ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 ngày đi qua. Giữa sân, hai mắt Dương Diệp khép hờ, cả người phảng phất như nhập định. Mà ở bên cạnh hắn không xa là Khô Trúc Y, Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp, trầm mặc. Một khắc đồng hồ sau, linh hồn Dương Diệp đột nhiên từ trong nhục thân vọt ra, sau đó trường kiếm trong tay hắn kề sát mi tâm, sau một khắc. Linh hồn hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở giữa sân. Nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi bản linh hồn. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Có thể nói, nhất kiếm luân hồi bản linh hồn so với nhất kiếm luân hồi bản nhục thân nhanh chí ít gấp đôi, mà uy lực, có thể nói, nhất kiếm luân hồi bản linh hồn này ở trên uy lực đã có lột xác về chất. Bởi vì nhất kiếm luân hồi bản linh hồn đã đạt đến chí cảnh. Trước kia nhất kiếm luân hồi đối với cường giả chân cảnh căn bản không có uy hiếp, mà bây giờ, nhất kiếm luân hồi bản linh hồn của hắn, là có thể đánh giết cường giả nửa bước chân cảnh. Còn đối với cường giả chân cảnh, vẫn còn có chút không đủ, trừ khi là kiếm gỗ nguyện ý hợp tác, như thế có lẽ có thể tạo thành uy hiếp với cường giả chân cảnh. Cảnh giới của hắn bây giờ cùng cường giả chân cảnh, chênh lệch nhiều lắm. Chênh lệch này rất khó dùng ngoại vật hoặc cái gì khác đến đền bù. Đây chính là cảnh giới nghiền ép. Rất nhanh, linh hồn Dương Diệp về tới nhục thân của mình. Qua hai hơi, Dương Diệp mở mắt, sau đó nhìn về phía Khô Trúc Y nói. Đa tạ. Sở dĩ nhất kiếm luân hồi bản linh hồn đạt đến chí cảnh, là bởi vì tâm pháp hồn kỹ quyết chí cảnh. Có thể nói, là tâm pháp hồn kỹ quyết kia tăng nhất kiếm luân hồi lên tới chí cảnh. Có thể nghĩ, hồn kỹ quyết này chân quý bực nào. Đương nhiên. Khô Trúc Y thu hoạch cũng không ít, trong khoảng thời gian này, Dương Diệp cũng không có giữ lại, kiếm đạo tâm đắc của mình không chút giữ lại chia sẻ với nàng, không chỉ như thế, còn thường xuyên thi triển kiếm vực để nàng quan sát. Nói tóm lại, hai người đều tăng lên không ít. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Người ta hiện tại không thiếu nợ nhau. Dương Diệp cười hắc hắc. Đừng như vậy, nói thế nào bây giờ chúng ta cũng coi là bằng hữu. Khô Trúc Y thản nhiên nhìn Dương Diệp một chút, sau đó quay người rời đi. Dương Diệp vội vàng đi theo nói. Trúc Y muội tử, dưỡng hồn mộc kia. Khô Trúc Y dừng bước lại, trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói. Dưỡng hồn mộc, là chí bảo của Khô gia ta, đừng nói ngoại nhân, xem như người Khô gia cũng khó mà thu được. Dương Diệp lặng lặng nghe.
Khô Trúc Y lại nói. Bất quá, có một phương pháp có thể thu hoạch được dưỡng hồn mộc. Phương pháp gì? Dương Diệp vội vàng nói. Khô Trúc Y nói. Lúc trước Khô gia ta thu hoạch được hồn thụ đã trọng thương, mặc dù những năm gần đây Khô gia ta một mực dùng các loại phương pháp trị liệu hồn thụ, nhưng không chữa trị được. Những năm gần đây, nó đã càng ngày càng thương nặng, đặc biệt là gốc, đã bắt đầu khô héo. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Những năm gần đây, đệ tử Khô gia ta một mực ở bên ngoài tìm kiếm phương pháp trị liệu hồn thụ, nếu như ngươi có thể chữa trị được hồn thụ, hoặc ngươi có thể để cho nó bị thương giảm nhẹ, như vậy muốn lấy được một cành dưỡng hồn mộc, chỉ là chuyện nhỏ. Chữa thương. Dương Diệp đầu tiên là ngây cả người, sau đó vội vàng nói. Sự tình chữa thương ta lành nghề a. Hắn có hồng mông tử khí, cái thương thế gì chị không tốt. Ngươi lành nghề. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, có chút hoài nghi. Dương Diệp vội vàng gật đầu. Thực, vô cùng lành nghề. Trúc Y muội tử, nói thật, nếu như ngay cả ta cũng chỉ không tốt hồn thụ của các ngươi, như vậy hồn thụ của các ngươi là thật không cứu được rồi. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, nhưng trong mắt lại viết ta rất hoài nghi. Dương Diệp cười khổ, sau đó nói. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi, để cho ta thử một chút, được không? Khô Trúc Y nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi với ta gặp đại trưởng lão. Nói xong, nàng quay người tiêu thất ở giữa sân, Dương Diệp cũng lập tức đi theo. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, Dương Diệp đi theo Khô Trúc Y tới trước một đại điện, lúc hai người muốn đi vào, một thanh niên đột nhiên ngăn ở trước mặt hai người, nam tử đánh giá Khô Trúc Y cùng Dương Diệp một chút, sau đó nói. Đại trưởng lão đang tiếp đãi quý khách, không nên quấy nhiễu. Khô Trúc Y chỉ Dương Diệp. Hắn có thể trị liệu hồn thụ. Nghe vậy, thanh niên kia lập tức nhìn về phía Dương Diệp, hắn đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói. Hắn, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Để cho ta thử một chút đi. Thanh niên lắc đầu, lạnh nhạt nói. Luân hồi cảnh, ta nhìn ngươi cũng đừng lãng phí thời gian. Không đúng, là đừng lãng phí thời gian của đại trưởng lão. Ngươi, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thanh niên kia, sau đó rút kiếm chém một phát. Thanh niên kia sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên ra tay, bất ngờ không đề phòng, song quyền vội vàng oanh ra. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, thanh niên bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Lúc này, Khô Trúc Y ở một bên vội vàng ngăn ở trước mặt Dương Diệp, cả giận nói. Ngươi làm cái gì? Dương Diệp thu kiếm vào vỏ, sau đó lạnh nhạt nói. Không có gì, chỉ là ngứa tay, có chút muốn chém người. Nghe được Dương Diệp nói, sắc mặt Khô Trúc Y lạnh lẽo, muốn nói chuyện. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi về phía nam tử trước đó. Luân hồi cảnh thì thế nào? Ngươi nói cho ta một chút, luân hồi cảnh thì thế nào? Một bên, Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Nhưng nhánh trúc lại xuất hiện ở trong tay nàng. Nơi xa, nam tử kia nhìn trước ngực mình một chút, ở trước ngực của hắn, có một vết kiếm thật dài. Trầm mặc một cái chớp mắt, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi muốn chết? Dương Diệp cười cười, sau một khắc, chân phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, thời điểm hắn tiêu thất ổn, sắc mặt của Khô Trúc Y cùng nam tử kia đồng thời biến đổi, hai người muốn ra tay. Nhưng lúc này, đã, xong, Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng thanh niên nam tử, cùng lúc đó, một thanh kiếm chống đỡ ở phía sau lưng thanh niên nam tử. Thân thể thanh niên cứng đờ, khờ lông dám động đậy. Một bên, Khô Trúc Y lạnh lùng nhìn Dương Diệp, không nói gì, chỉ nắm nhánh trúc thật chặt. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên thúc kiếm, thối lui đến bên người Khô Trúc Y, sau đó nhìn về phía thanh niên kia. Tại sao phải mắt chó coi thường người khác, làm võ giả, hẳn là thời khắc ca bảo trì tâm tính khiêm tốn, bởi vì chỉ có như vậy, người mới có thể tiến bộ. Nếu như tự mãn, tự đại, người vĩnh viễn không thể tiến bộ, hiểu chưa? Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, nhưng băng lãnh trong mắt lại dần dần rút đi. Lúc này Dương Diệp lại nói, thực lực của ngươi không tệ, nếu như bình thường giao thủ, chúng ta thắng bại khẳng định không biết. Nhưng vừa rồi ngươi ngay cả một kiếm của ta cũng không đón được.
Ngoại trừ bởi vì ta đánh lén, còn có một nguyên nhân, đó chính là ngươi khinh thị ta, ngươi cảm thấy ta chỉ là luân hồi cảnh, cho nên từ nội tâm khinh thị, bởi vì khinh thị, cho nên ngươi bại triệt để như thế. Nơi xa, thanh niên kia nhìn Dương Diệp, trong mắt địch ý cùng nộ khí dần dần tiêu thất, một lát sau, hắn nhìn Dương Diệp ôm quyền xin lỗi nói. Thụ giáo. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Khóe miệng thanh niên nam tử co rút, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lúc này Dương Diệp lại nói. Làm phiền thay ta thông báo đại trưởng lão của các ngươi một chút, nói hồn thụ của các ngươi, ta có lẽ có thể trị liệu. Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Chờ một lát. Nói xong, hắn quay người tiến vào trong đại điện. Sau khi thanh niên nam tử đi, Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y ở bên cạnh. Thế nào? Khô Trúc Y thản nhiên nhìn Dương Diệp. Chẳng ra sao cả. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói. Ngươi giải thích lại nhiều, còn không bằng để hắn mở mang kiến thức thực lực của ta, chờ hắn kiến thức đến thực lực của ta, hắn tự nhiên sẽ thu hồi lòng khinh thị. Ngươi nhìn hiện tại, hắn không phải lập tức đi thông báo đại trưởng lão của các ngươi sao? Khô Trúc Y quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi vẫn luôn làm theo ý mình như thế sao? Dương Diệp lắc đầu. Cũng không tính, ngẫu nhiên tới một lần. Khô Trúc Y nói. Ngươi là làm sao sống đến bây giờ? Dương Diệp. Chấm. Khô Trúc Y đang muốn nói chuyện, lúc này nam tử trước đó đột nhiên đi ra nói. Vào đi. Nói xong, hắn quay người tiêu thất ở nơi xa. Khô Trúc Y thu hồi ánh mắt, thân hình run lên, tiêu thất ở trong đại điện. Dương Diệp cũng vội vàng đi vào theo. Trong đại điện, ở chủ vị ngồi một lão giả hoa bào, người này chính là Khô gia đại trưởng lão, Khô Dung. Mà ở hai bên trái phải dưới đại điện, còn có một lão giả mặc áo bào đen cùng một trung niên mặc áo bào tím. Thời điểm ba người Dương Diệp tiến vào đại điện, ánh mắt ba người lập tức đều rơi vào trên người hắn. Phía trên, Khô Dung đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói. Tiểu huynh đệ đến từ nơi nào? Dương gia. Dương Diệp thành thật trả lời. Dương gia. Trong mắt Khô Dung lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn lại lần nữa đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi nói ngươi có thể chữa tốt hồn thụ. Dương Diệp nói. Không dám hứa chắc, bất quá có thể thử một chút. Khô Dung khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Thật buồn cười, chỉ là luân hồi cảnh, vậy mà nói bừa có thể trị liệu hồn thụ. Buồn cười đến cực điểm. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua lão giả áo bào đen, sau đó lạnh nhạt nói. Liên quan gì đến ngươi? Làm càn. Lão giả áo bào đen giận tím mặt, sau đó một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp ép về phía Dương Diệp. Nửa bước chân cảnh. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, muốn xuất kiếm, nhưng lúc này Khô Dung đột nhiên vung tay phải lên, một đạo kình khí vô hình lóe lên, thoáng qua, khí thế của lão giả áo bào đen tan thành mây khói. Phảng phất như chưa hề xuất hiện qua. Nửa bước chân cảnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại trưởng lão này cũng là cường giả nửa bước chân cảnh. Bất quá từ đối phương ra tay đến xem, đại trưởng lão hẳn mạnh hơn lão giả áo bào đen nhiều. Lúc này Khô Dung chậm rãi đứng dậy nói. Mạc Lâm huynh, cần gì chấp nhặt với vãn bối. Lão giả áo bào đen tên là Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó không có nói chuyện. Lúc này Khô Dung cười nói. Ba vị, các ngươi đều nói các ngươi có thể trị liệu hồn thụ, đã như vậy, không bằng đều thử một chút đi. Yên tâm, chỉ cần ba vị thật sự có thể trị tốt hồn thụ, ta đáp ứng điều kiện của ba vị. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Không biết tiểu huynh đệ muốn cái gì? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta muốn một chi dưỡng hồn mộc. Khô Dung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Chỉ cần ngươi có thể chữa tốt hồn thụ, Khô gia ta có thể cho ngươi một chi dưỡng hồn mộc. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Chị không được, có thể cũng cho ta một chi hay không? Nghe được Dương Diệp nói, Khô Trúc Y nheo mắt, sau đó quay đầu đi, một bộ nàng không quen Dương Diệp. Quá vô sỉ, da mặt quá dày, sắc mặt Khô Dung cũng có chút cổ quái. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ nói như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Cái này, tựa như không thể a. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, lúc này Khô Trúc Y đột nhiên kéo hắn một cái, sau đó trừng mắt liếc hắn. Dương Diệp. Chấm.
Lúc này, Khô Dung nói. Ba vị, chúng ta đi thôi. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp đang chuẩn bị đi, đột nhiên hắn nhìn về phía Mạc Lâm, mặc dù nhìn không thấy dáng vẻ của Mạc Lâm, nhưng hắn cảm giác được, lúc này đối phương đang xem hắn, hơn nữa còn tràn ngập địch ý. Dương Diệp đánh giá Mạc Lâm một chút, sau đó nói. Được rồi, ta nói lời xin lỗi, việc này liền bỏ qua đi, được không? Xin lỗi. Mạc Lâm cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy xin lỗi hữu dụng, tiểu tạp chủng, chờ ra Khô gia, lão phu để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, để ngươi. Để con mẹ ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chỉ vào Mạc Lâm nói. Lão gia hỏa, hiện tại chúng ta ra đơn đấu. Lão phu sợ ngươi. Mạc Lâm nói, liền muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, Khô Dung xuất hiện ở trước mặt hai người, Khô Dung nhìn thoáng qua Mạc Lâm cùng Dương Diệp, sau đó nói. Hai vị, Khô gia không phải nơi đấu võ. Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Khô Dung nhìn về phía Dương Diệp nói. Người trẻ tuổi, có huyết tính là tốt, nhưng cứng quá dễ gãy. Cho nên có đôi khi, nhịn một chút, lùi một bước sẽ tốt hơn. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Ta là người tính tình nhịn không được, người khác lấn ta thích trả trở về, đều là người, ai sợ ai. Bất quá tiền bối nói cũng có lý, vãn bối tâm lĩnh. Khô Dung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là đệ tử Dương gia, sau khi rời khỏi đây, liên hệ cường giả Dương gia ngươi, sẽ không có sự tình. Nói xong, hắn quay người muốn đi, dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khô Trúc Y. Nhà đầu, ngươi cũng theo tới đi. Nói xong, hắn quay người tiêu thất ở giữa sân. Một bên, trong mắt Khô Trúc Y lóe lên vẻ vui mừng, sau đó vội vàng đi theo. Dương Diệp nhún vai, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, mọi người đi tới một rừng rậm rất lớn, mỗi một gốc cây đều cực kỳ cao, khoảng chừng mấy trăm trượng, không chỉ cao, vẫn vô cùng lớn, chỉ ít 4-5 trượng. Sau khi tiến vào vùng rừng rậm này, Dương Diệp lập tức cảm giác có chút nhỏ bé. Trừ cái đó ra, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí này, mới đầu hắn còn không biết là cái gì, nhưng cuối cùng, hắn phát hiện. Cỗ lực lượng này là hồn lực. Càng đi chỗ sâu, hồn lực càng lúc càng nồng nặc. Dương Diệp nhìn thoáng qua Khô Trúc Y, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao Khô Trúc Y cao hứng, ở địa phương này, đối với linh hồn trợ giúp rất to lớn, bởi vì hiện tại linh hồn của hắn đang tự động chậm rãi hấp thu những hồn lực ở xung quanh. Cứ như vậy, ước chừng qua nửa canh giờ, Khô Dung ngừng lại, mà ở cách mọi người không xa, có một sân khấu to lớn, ở trên sân khấu, là một cây nhỏ dài khoảng 3 trượng. Ngọn cây phảng phất như bị lợi khí gì gọt qua, bóng loáng như gương. Mà quanh thân cây nhỏ, chỉ có rải rác mấy cành lá, mà ở dưới gốc, Dương Diệp phát hiện, nó đang khô héo. Hồn thụ. Dương Diệp biết, cây nhỏ trước mắt là hồn thụ, bởi vì ở trong cây nhỏ, không ngừng tản ra hồn lực nồng đậm. Dương Diệp đánh giá hồn thụ, trong mắt mang theo lửa nóng, chỉ cần đạt được một nhánh hồn mộc, liền có thể cứu tỉnh Tiểu Thiên. Hắn đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đột nhiên xoay tròn. Cảm giác được một màn này, Dương Diệp nao nao, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, trong lòng vội vàng hò hét. Đại ca, không thể làm loạn, ta sẽ bị người chém chết. Không thể không nói, lúc này Dương Diệp có chút luống cuống. Hồng Mông Tháp nhìn thấy bảo bối tốt đều sẽ đoạt, nếu là lúc trước, hắn ước gì Hồng Mông Tháp làm như thế. Nhưng hiện tại không thể đoạt a. Nếu như hiện tại Hồng Mông Tháp đoạt, hắn khẳng định sẽ bị cường giả Khô gia vây công chí tử. Vòng xoáy nhỏ còn xoay tròn, Dương Diệp nắm chặt song quyền, mồ hôi lạnh dần dần chảy xuống, giờ phút này, hắn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Ước chừng qua năm hơi, vòng xoáy nhỏ chậm rãi ngừng lại. Cảm giác được một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi, xem ra vòng xoáy nhỏ cũng biết chuyện nặng nhẹ. Đúng lúc này, Khô Trúc Y ở bên cạnh đột nhiên nói. Ngươi sao thế? Dương Diệp lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lắc đầu. Không có gì, chỉ là có chút hư nhược. Khô Trúc Y thản nhiên nhìn Dương Diệp một chút. Bớt làm loại chuyện đó sẽ không hư nhược. Ách! Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Khô Trúc Y, hắn đánh giá Khô Trúc Y một chút, sau đó nói. Nhìn không ra,
ngươi lại đen tối như thế. Khô Trúc Y không có trả lời, mà nhìn về phía hồn thụ. Lúc này Khô Dung quay người nhìn về phía ba người Dương Diệp, sau đó nói. Ba vị, đây chính là hồn thụ của Khô gia ta, các ngươi người nào tới trước? Ta tới trước. Lúc này Mạc Lâm đột nhiên nói. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở trên đài. Trầm mặc một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ năng lượng màu xanh sẫm. Khi cỗ năng lượng màu xanh sẫm này xuất hiện, mọi người nhất thời cảm nhận được một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm. Mộc huyền khí biến dị. Lúc này Khô Dung đột nhiên nói khẽ. Mộc huyền khí biến dị. Dương Diệp nhìn về phía Khô Dung, không hiểu. Khô Dung khẽ gật đầu. Thế gian có đủ loại huyền khí, tỉ như ngũ hành huyền khí, còn có huyền khí khác. Huyền khí của hắn là mộc huyền khí, nhưng lại không phải mộc huyền khí bình thường. Nghĩ đến hẳn là từng thu được kỳ ngộ gì, cho nên làm cho mộc huyền khí biến dị. Có làm được cái gì? Dương Diệp hỏi. Khô Dung nói. Có được loại huyền khí này, năng lực chữa trị cực mạnh, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là hồn thụ này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mạc Lâm. Hy vọng có kỳ tích phát sinh. Trên sân khấu, càng ngày càng nhiều năng lượng màu xanh sẫm từ trong thân thể Mạc Lâm tuôn ra, đến giờ phút này, hồn thụ đã triệt để hấp thu năng lượng màu xanh sẫm. Thời gian dần trôi qua, ở trong ánh mắt của mọi người, gốc rễ khô héo của hồn thụ dường như đang phát sinh biến hóa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Khô Dung cùng Khô Trúc Y đều kích động. Hồn thụ đối với Khô gia mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thời gian từng chút đi qua, đảo mắt đã nửa canh giờ, mà lúc này, thần sắc của Khô Dung cùng Khô Trúc Y lại trầm xuống. Bởi vì hồn thụ trên sân khấu mặc dù còn hấp thu những năng lượng màu xanh sẫm kia, nhưng căn bản không có phát sinh biến hóa gì. Cứ như vậy, lại qua nửa canh giờ, lúc này Mạc Lâm đột nhiên ngừng lại, bởi vì huyền khí trong thân thể hắn đã hết sạch. Mạc Lâm đứng ở trên đài trầm mặc hồi lâu, sau đó về tới bên người Khô Dung, sau đó hắn nhìn Dương Diệp. Ngươi không phải nói có thể trị hồn thụ sao? Ngươi lên a. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trung niên áo tím đột nhiên nói. Để cho ta thử một chút đi. Nghe trung niên áo tím nói, mọi người nhất thời nhìn về phía nam tử trung niên. Khô Dung nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó nói. Ninh huynh có nắm chắc không? Nam tử trung niên mỉm cười. Không có chút tự tin nào, bất quá có thể thử một chút. Khô Dung nhẹ gật đầu. Mời. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó thân hình run lên, xuất hiện ở trên đài. Nam tử trung niên chậm rãi đi tới trước mặt hồn thụ, hắn nhìn hồn thụ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tay hắn chậm rãi nhô ra. Khi tay của trung niên muốn đụng vào cây, đột nhiên trong mắt hắn hiện lên hàn mang, sau một khắc, tay phải hắn vung lên, hồn thụ trực tiếp tiêu thất ở trước mặt hắn, ngay sau đó, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo tử quang phóng lên trời. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là ăn cướp à? Có người còn to gan hơn hắn. Một bên, Khô Dung cùng Khô Trúc Y nhìn thấy nam tử trung niên mạnh mẽ bắt lấy hồn thụ, sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống. Cùng lúc đó, Khô Dung trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng nam tử trung niên. Nhưng đúng lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong thân thể trung niên bạo phát ra, Khô Dung bị cỗ khí thế này trấn trở về tại chỗ. Cường giả chân cảnh. Giữa sân, sắc mặt mọi người biến đổi, đều không có nghĩ đến, trung niên nam tử này lại là cường giả chân cảnh. Một bên, sắc mặt Khô Dung vô cùng khó coi. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới trung niên nam tử này ẩn giấu thực lực của mình, bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà đúng lúc này, Dương Diệp muốn đuổi tới, hồn thụ là vật duy nhất cứu Tiểu Thiên, hắn cũng không muốn từ bỏ như thế. Mà thời điểm hắn muốn truy, Khô Trúc Y lại ngăn cản hắn. Muốn chết phải không, đó là cường giả chân cảnh. Dương Diệp lắc đầu. Cường giả chân cảnh ta cũng truy. Nói xong, hắn muốn truy, nhưng Khô Trúc Y lại kéo hắn về. Sau đó nói, đây là sự tình của Khô gia ta, chúng ta sẽ giải quyết. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ lớn, bất quá rất nhanh, những tiếng nổ lớn này liền biến mất. Qua mấy tức, một nam tử Đoạn Tý đột nhiên từ không gian trước mặt mọi người đi ra. Nam tử Đoạn Tý nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, tóc khô héo, mặc trường bào màu xám, mang giày cỏ đơn sơ.
mà trong tay trái nam tử Đoạn Tí có xách theo một nam tử trung niên, nam tử trung niên này, chính là cường giả chân cảnh trước đó đào tẩu. Dương Diệp liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử Đoạn Tí. Mạnh mẽ, thật mạnh, cường giả chân cảnh, cũng không phải chí cảnh, đạt đến cường giả chân cảnh, kia tuyệt đối không phải người bình thường. Mà hai tên cường giả chân cảnh giao thủ, một phương muốn giết chết một phương khác, đây tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Mà nam tử Đoạn Tí trước mắt vậy mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền giết trung niên kia. Có thể tưởng tượng, thực lực của nam tử Đoạn Tí mạnh đến loại trình độ nào. Lúc này, Khô Trúc Y cùng Khô Dung nhìn nam tử Đoạn Tí cung kính thi lễ một cái, trên mặt hai người đều mang theo tôn kính không che giấu chút nào. Nam tử Đoạn Tí tiện tay quăng ra, nam tử trung niên đã thoi thóp lập tức rơi vào trước mặt Khô Dung, sau đó hắn xoay người rời đi, bất quá hắn đi hai bước đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm tu! Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử Đoạn Tí, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng! Nam tử Đoạn Tí nhìn Dương Diệp mấy tức, sau đó nói. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, ngươi đến từ Thiên Tuyển hệ. Trong mắt Dương Diệp lóe lên nồ vẻ kinh ngạc. Làm sao tiền bối biết? Nam tử Đoạn Tí trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi rất không tệ. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, tiêu thất CNG tại chỗ. Dương Diệp. Chấm. Ngươi đến từ Thiên Tuyển hệ. Đúng lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y, sau đó nhẹ gật cơ đầu. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói chuyện. Dương Diệp nói. Người kia là ai, thật mạnh. Khô Trúc Y lạnh nhạt nói. Khô Mệnh, thất thúc của ta, đã từng là ngân hà bảng sắp xếp thứ hai, đồng thời ở lúc nửa bước chí cảnh chém giết qua cường giả chân cảnh. Hiện tại là thủ hộ giả của Khô gia ta. Ngân hà bảng. Dương Diệp nhíu mày. Đó là cái gì? Khô Trúc Y nói. Ngươi vừa từ Thiên Tuyển hệ trở về Dương gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đối với rất nhiều chuyện của hệ Ngân Hà còn không phải là quá rõ ràng. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ngân Hà bảng, là một bảng xếp hạng của hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ ta, có thể lên bảng, đều là siêu cấp thiên tài của hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Sau đó nói, ta bây giờ ở trên Ngân Hà bảng, xếp thứ 19. Mới 19, Dương Diệp kinh ngạc nói. Nghe Dương Diệp nói, Khô Trúc Y căm tức nhìn hắn, hai tay nắm chặt thành quyền, một bộ muốn động thủ đánh nhau. Lúc này Khô Dung đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, 19 đã rất mạnh mẽ, hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ ta, thiên tài đâu chỉ ngàn vạn. Đặc biệt là bát đại thế gia. Những thiếu gia tiểu thư kia cái nào là mặt hàng đơn giản. Ngoại trừ bát đại thế gia, còn có rất nhiều thiên tài khác. Cho nên người suy nghĩ một chút, ở trong nhiều người như vậy, bài danh 19 có phải rất khó hay không? Dương Diệp cười khổ, sau đó nhìn về phía Khô Trúc Y nộ khí còn chưa tiêu nói. Ta không phải ý tứ này, ý của ta là, người mạnh như vậy, lại mới bài danh 19, cái bảng này, không khỏi quá kinh khủng đi. Nghe được Dương Diệp nói. Sắc mặt Khô Trúc Y khá hơn một chút, sau đó nói. Cái bảng này, so với trong tưởng tượng của ngươi còn kinh khủng hơn. Những thiên tài 10 vị trí đầu kia, cảnh giới thấp nhất cũng là chí cảnh. Mà cái bảng này, chỉ có người 40 tuổi trở xuống mới có thể lên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cái bảng này hàm lượng rất cao a. Kiếm hồn kỹ của Khô Trúc Y ngay cả hắn cũng không dám khinh thường, nhưng mới xếp 19, những người trước 10 kia không đến 40 là chí cảnh. Loại người này, yêu nghiệt cũng không đủ hình dung. Lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên nói. Người đến từ Thiên Tuyển hệ, nhận biết một người không? Người nào? Dương Diệp hỏi. Tiêu Diêu Tử. Khô Trúc Y nói. Cái gì? Dương Diệp kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Người biết Tiêu Diêu Tử. Hắn tới qua hệ Ngân Hà. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Xem ra ngươi biết hắn. Ít hầu Dương Diệp lăn lăn, sau đó nói. Tại sao ngươi biết Tiêu Diêu Tử? Khô Trúc Y khẽ lắc đầu. Ta không biết hắn, chỉ là nghe qua hắn, bởi vì cánh tay của tam thúc ta là hắn chém đứt. Dương Diệp. Chấm. Khô Trúc Y nói. Năm đó tam thúc ta làm người cực kỳ cuồng ngạo, thời điểm hắn gặp được Tiêu Diêu Tử, sau đó hắn nói nhường Tiêu Diêu Tử ba kiếm. Dương Diệp. Chấm.
nhưng Tiêu Diêu Tử ba kiếm. Sắc mặt Dương Diệp có chút cổ quái, nhưng Tiêu Diêu Tử ba kiếm, đây không phải cuồng ngạo bình thường a. Không đúng, đây là muốn chết. Lúc này, Khô Trúc Y lại nói. Một kiếm, Thất Thúc ta ngay cả một kiếm của hắn cũng không tiếp được. Một kiếm cũng không tiếp được. Dương Diệp hỏi. Khô Trúc Y nhẹ gật đầu. Một kiếm cũng không tiếp được, nếu như không phải lúc trước cường giả Khô gia ta vội vàng xuất thủ tương trợ, Thất Thúc ta cũng không phải đoạn một tay, mà là bỏ mạng. Tiêu Diêu Tử. Dương Diệp cười khổ, hắn không nghĩ tới, Tiêu Diêu Tử vậy mà chạy đến hệ Ngân Hà. Bất quá cũng phải, Tiêu Diêu Tử ưa thích tìm cường giả khắp nơi đơn đấu, đoán chừng vũ trụ chung quanh Thiên Tuyền hệ khẳng định đều không có đối thủ của hắn. Cho nên hắn chạy đến hệ Ngân Hà, dù sao bên này cường giả hơn Thiên Tuyền hệ rất nhiều. Lúc này, Khô Trúc Y lại nói. Từ đó về sau, Thất Thúc ta minh bạch một đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đây cũng là đạo lý Thất Thúc thường xuyên dạy cho chúng ta. Dương Diệp nói. Tiêu Diêu Tử cuối cùng đi đâu? Khô Trúc Y nói. Nghe Thất Thúc ta nói, hắn giống như đi tìm Ngân Hà bảng đệ nhất cao thủ lúc trước. Dương Diệp. Chấm. Kỳ thật đối với Tiêu Diêu Tử, Dương Diệp vẫn vô cùng kính nể. Dù sao gia hỏa này rất nghiêu, địa phương có cường giả, liền có truyền thuyết của hắn. Bất quá cũng chỉ là kính nể. Tiêu Diêu Tử có kiếm đạo của Tiêu Diêu Tử, hắn cũng có kiếm đạo của mình, hai người bọn họ lý giải đối với kiếm, là hoàn toàn khác biệt. Còn mạnh hay yếu, không hề nghi ngờ, kiếm đạo của Tiêu Diêu Tử khẳng định mạnh hơn hắn. Nhưng hắn không hâm mộ. Bởi vì Tiêu Diêu Tử trong cả đời chỉ có kiếm, Tiêu Diêu Tử có thể cho kiếm hết thảy tất cả. Mà Dương Diệp hắn không phải, với hắn mà nói, kiếm chỉ là một công cụ thủ hộ thân nhân, kiếm của hắn, là vì người thân mà tồn tại. Trở nên mạnh mẽ, là động lực kiếm đạo của Tiêu Diêu Tử, mà người thân, là động lực kiếm đạo của Dương Diệp hắn. Lúc này Khô Dung mang theo thi thể trung niên áo tím xuất hiện ở trên đài, sau đó tay phải hắn chiêu chiêu, nạp giới của trung niên áo tím xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cong ngón búng ra, hồn thụ lại xuất hiện ở vị trí cũ. Thả hồn thụ ra, Khô Dung quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi còn muốn thử một chút không? Đương nhiên. Dương Diệp nói. Vậy còn không thử. Đúng lúc này Mạc Lâm đột nhiên nói. Lão Phu cũng muốn nhìn xem, một sâu kiến luân hồi cảnh, muốn chữa trị hồn thụ như thế nào, nếu không trị được. Không trị được liên quan gì đến ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mạc Lâm. Lão gia hỏa, ngươi nhìn ta khó chịu, lão tử nhìn ngươi càng khó chịu, chờ sự tình xong xuôi, ngươi muốn chơi như thế nào, ta phụng bồi tới cùng, nhưng hiện tại, ngươi có thể câm miệng cho ta hay không? Chớ giống như nữ nhân kỳ kỳ oai oai. Muốn chết. Theo Mạc Lâm gầm thét, một cỗ khí thế kinh khủng nghiền ép về phía Dương Diệp, bất quá còn chưa tới trước mặt Dương Diệp, Khô Dung đã xuất hiện ở giữa hai người, sau đó tay phải Khô Dung nhẹ nhàng chấn động, cỗ khí thế kia liền biến mất. Khô Dung nhìn thoáng qua Mạc Lâm cùng Dương Diệp, sau đó nói. Ân oán của hai vị, còn xin rời Khô gia lại giải quyết, được không? Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Khô Dung huynh, tại hạ cáo từ. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi Mạc Lâm đi, Khô Dung nhìn về phía Dương Diệp, hắn lắc đầu, sau đó nói. Ngươi thử một chút đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, xuất hiện ở trên đài. Mà đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn lại bắt đầu xoay tròn. Cảm nhận được một màn này, Dương Diệp nheo mắt, trong lòng vội vàng nói. Lão huynh, người tuyệt đối đừng làm loạn, lần này không thể đoạt, đoạt chúng ta không trở về được. Mặc dù hắn có chút lòng tin, nhưng hắn còn không có tự tin đến tình trạng có thể chống lại Khô gia, không nói Khô gia, ngay cả Khô Dung cùng Khô Trúc Y ở một bên kia cũng đủ hắn uống một bình. Chớ nói chi là nam tử Đoạn Tí kinh khủng trước đó. Thời gian dần trôi qua, vòng xoáy nhỏ chậm rãi bình tĩnh lại. Dương Diệp lần nữa thở dài một hơi. Hắn chính là sợ vòng xoáy nhỏ làm loạn, cũng may vòng xoáy nhỏ biết nặng nhẹ, lúc nên đoạt thì đoạt, thời điểm không nên đoạt thì không đoạt. Sau khi vòng xoáy nhỏ bình tĩnh lại, Dương Diệp đi tới trước mặt hồn thụ, nhìn hồn thụ trước mặt, tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lên, là đồ chơi trước mắt này có thể cứu Tiểu Thiên. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải Dương Diệp chậm rãi duỗi ra, cuối cùng đặt ở trên hồn thụ, huyền khí trong thân thể vận chuyển,
sau đó từng tia hồng mông tử khí từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra, cuối cùng toàn bộ chui vào trong hồn thụ. Thời điểm hồng mông tử khí tiến vào hồn thụ lập tức rung động kịch liệt, sau đó nhánh cây cuốn lấy Dương Diệp, không để cho Dương Diệp rời đi. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Khô Dung cùng Khô Trúc Y đều ngẩn người, rất nhanh, trên mặt Khô Dung hiện lên vẻ mừng như điên, mà trong mắt Khô Trúc Y cũng hiện lên hưng phấn cùng kích động. Dương Diệp nhìn thoáng qua hồn thụ, trong lòng cũng thở dài một hơi, bởi vì từ trước mắt đến xem, hồng mông tử khí đối với hồn thụ là hữu hiệu. Bất quá cũng phải, nếu như hồng mông tử khí cũng cứu không được ra hỏa này, vậy trên đời hẳn không có gì có thể cứu nó. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tiếp tục vận chuyển hồng mông tử khí, cứ như vậy, dưới tình huống hồng mông tử khí liên tục không ngừng tràn vào, hồn thụ rung động càng thêm lợi hại. Không chỉ như thế, gốc rễ khô héo đang lấy tốc độ mắt thường khôi phục. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Khô Dung lập tức kích động. Mà lúc này, một lão giả hoa bào đột nhiên xuất hiện ở bên người Khô Dung, nhìn thấy lão giả này, Khô Dung nao nao, vội vàng thi lễ. Tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Lão giả hoa bào không có trả lời, mà nhìn về phía Dương Diệp cùng hồn thụ. Hắn là ai? Đệ tử Dương gia. Một bên, Khô Trúc Y nói. Dương gia. Lão giả hoa bào khẽ gật đầu, không có nói chuyện, chỉ là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào hồn thụ. Thời gian dần trôi qua, hồn thụ ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, chỗ gốc rễ khô héo đã khôi phục bình thường. Nhìn thấy khôi phục bình thường, Dương Diệp lập tức buông lỏng tay ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Khô Dung, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão giả hoa bào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả hoa bào đánh giá hắn một chút, sau đó nhìn về phía hồn thụ ở sau hắn. Nhìn xem hồi lâu, trên mặt lão giả hoa bào hiện lên kích động. Khôi phục, thực khôi phục. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Khô Trúc Y, sau đó cười nói. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Đúng lúc này, lão giả hoa bào đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Đa tạ. Dương Diệp cười nói. Việc nhỏ. Lão giả hoa bào do dự một chút, sau đó nói. Có thể nói huyền khí của ngươi là huyền khí gì không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Huyền khí đặc thù. Lão giả hoa bào cũng thức thời, không có hỏi tỉ mỉ, lập tức nhìn về phía Khô Dung, Khô Dung khẽ gật đầu, sau đó nói. Tiểu huynh đệ yêu cầu một chi dưỡng hồn mộc, ta đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể chữa khỏi hồn thụ, sẽ cho hắn một chi hồn mộc. Dưỡng hồn mộc. Lão giả hoa bào khẽ gật đầu, sau đó nói. Cho tiểu huynh đệ một chi. Khô Dung nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống, ước chừng qua mười mấy tức sau, Khô Dung xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà trong tay hắn, là một nhánh cây màu đen, nhánh cây rộng cỡ ngón tay, dài hơn một trượng, trong đó tản ra hồn lực nồng đậm. Nhìn thấy dưỡng hồn mộc này, Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có một tia hâm mộ. Mặc dù Khô gia có một cây hồn thụ, nhưng dưỡng hồn mộc lại không nhiều. Bởi vì chỉ có hồn thụ tự động rơi xuống nhánh cây, Khô gia mới có thể lấy ra tư dưỡng linh hồn, mà nếu như hồn thụ không tự động rơi xuống, bọn hắn là không dám cưỡng ép đi chặt. Bởi vì sợ thương tới căn bản của hồn thụ, đây chính là nguyên nhân vì cái gì dưỡng hồn mộc ở Khô gia cũng cực kỳ trân quý. Dương Diệp đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp thu dưỡng hồn mộc vào trong hồng mông tháp, sau đó nói. Hai vị tiền bối, vãn bối còn có việc, liền đi trước. Nói xong, hắn muốn đi, hiện tại với hắn mà nói, hắn muốn lập tức cứu tỉnh Tiểu Thiên. Nhưng thời điểm Dương Diệp muốn đi, Khô Dung cùng và lão giả hoa bào đều ngẩn người, bởi vì hồn thụ vậy mà ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp. Chấm. Chấm. Khô Dung cùng lão giả hoa bào nhìn nhau một chút, sau đó tay phải Khô Dung tìm tòi về phía trước, đưa hồn thụ về tại chỗ, nhưng sau một khắc, hồn thụ lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt của Khô Dung cùng lão giả hoa bào có chút mất tự nhiên, giờ phút này bọn hắn tự nhiên đã nhìn ra. Hồn thụ muốn đi cùng Dương Diệp. Dương Diệp cũng nhìn ra, hắn đương nhiên là muốn hồn thụ đi theo hắn, nhưng điều này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng, bởi vì Khô gia chắc chắn sẽ không cho hắn hồn thụ. Dương Diệp nhìn về phía lão giả hoa bào cùng Khô Dung, lão giả hoa bào cùng Khô Dung nhìn nhau một chút, cuối cùng lão giả hoa bào nói. Ngươi đi đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, chân phải nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở chân trời.
Hồn thụ muốn đi theo, nhưng lúc này, lão giả hoa bào đột nhiên nắm về phía trước, trong chốc lát, không gian chung quanh hồn thụ trực tiếp ngưng kết lại. Mà đúng lúc này, hồn thụ đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó một cỗ hồn lực kinh khủng từ trong thân thể bạo phát ra, cỗ hồn lực này trực tiếp chấn vỡ không gian chung quanh, sau một khắc, hồn thụ vọt thẳng lên trời, đuổi về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả hoa bào cùng Khô Dung cực kỳ khó coi. Dương Diệp ngừng lại, bởi vì hồn thụ kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Không cần phải nói, hồn thụ này thích hồng mông tử khí. Nhìn hồn thụ trước mặt, Dương Diệp thật có chút khó khăn. Hắn là rất muốn mang hồn thụ đi, có hồn thụ này, vậy đối với linh hồn của hắn trợ giúp không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Nhưng hắn biết rõ, Khô gia tuyệt đối sẽ không để hắn làm như vậy. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Tiểu Bạch nhìn hồn thụ trước mặt, sau đó nàng bay đến trước mặt hồn thụ, Tiểu Trảo huy vũ mấy lần, sau đó nàng lại về tới trên bờ vai Dương Diệp. Mà lúc này, lão giả hoa bào cùng Khô Dung, Khô Trúc Y xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp nhìn về phía ba người, sau đó nhún vai. Hai vị tiền bối, nó đây là ý gì? Lão giả hoa bào trầm ngâm mấy tức, sau đó nói. Nó có thể là thích huyền khí đặc thù của ngươi. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ? Lão giả hoa bào cùng Khô Dung cũng có chút khó khăn. Hồn thụ có linh trí, cũng cực kỳ đặc thù, bởi vậy Khô gia không muốn động mạnh với nó. Nhưng Khô gia càng không có khả năng để nó đi theo Dương Diệp. Đúng lúc này, hồn thụ đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, sắc mặt lão giả hoa bào biến hóa, muốn ra tay, nhưng rất nhanh hắn lại ngẩn người. Bởi vì hồn thụ đã về tới trên bệ đá. Lão giả hoa bào cùng Khô Dung nhìn nhau một chút, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ không hiểu, hiển nhiên hai người đều không rõ vì sao hồn thụ lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Bất quá chuyện này đối với Khô gia mà nói, là chuyện tốt. Lão giả hoa bào nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Khô Trúc Y nói. Nhà đầu, tiễn Dương Tiểu Huynh đoạn đường. Hiện tại, hắn chỉ muốn Dương Diệp tranh thủ thời gian đi nhanh lên. Miễn cho hồn thụ kia lại thay đổi chủ ý. Khô Trúc Y nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp cũng không lưu lại, nhẹ gật đầu, sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở chân trời, Khô Trúc Y theo sát tới. Huyền khí của tiểu tử này có chút đặc thù. Khô Dung trầm giọng nói. Ta chưa thấy qua loại huyền khí kia. Lão giả hoa bào khẽ lắc đầu. Ta cũng chưa từng gặp qua. Khô Dung trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó nói, đáng tiếc là thiếu gia Dương gia, bằng không thì có thể lưu hắn lại Khô gia ta. Lão giả hoa bào lắc đầu nói, tiểu tử này không phải người lương thiện gì, đến Khô gia ta có thể sẽ bị hắn làm gà bay chó chạy. Nghĩ đến tính tình của Dương Diệp trước đó, Khô Dung lắc đầu cười một tiếng. Rất nhanh, hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Mà ở phía dưới, trên sân khấu, hồn thụ đột nhiên nhẹ run rẩy. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bên ngoài Khô Yên Hệ. Khô Trúc Y đưa Dương Diệp đến bên ngoài Khô Yên Hệ liền ngừng lại, sau đó nhìn Dương Diệp nói. Không tiễn. Dương Diệp quay người nhìn về phía Khô Trúc Y, cười nói. Trúc Y muội tử, lần sau ta sẽ đến thăm ngươi. Khô Trúc Y lạnh nhạt nói. Tốt nhất chớ có nghĩ. Dương Diệp cười hắc hắc, quay người muốn đi, dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói. Đúng rồi, làm sao lên ngân hà bảng kia? Ngươi muốn vào ngân hà bảng? Khô Trúc Y nói. Dương Diệp cười nói. Cũng không tính, chỉ là hỏi một chút. Đương nhiên, nếu như có thể, cũng muốn vào xem. Khô Trúc Y trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngân hà bảng là Tần gia ước định, nếu bọn hắn cảm thấy ngươi có thể vào bảng, vậy ngươi liền có thể vào bảng. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể đi thời không luận võ đài của Tần gia khiêu chiến những thiên tài trên ngân hà bảng kia, ngươi thắng người nào, liền có thể thay thế người đó. Đương nhiên, không thể một thoáng khiêu chiến thứ tự cao hơn mình quá nhiều, chỉ có thể khiêu chiến người cao hơn hai cấp. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Cái thời không luận võ đài kia là cái gì quỷ? Khô Trúc Y nói. Một luận võ đài đặc thù, ngươi có thể đi Tần gia lấy một cái không gian truyền tống phù. Như vậy ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể trực tiếp xuất hiện ở trên đài luận võ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Cơ bản,
rất nhiều thiên tài của hệ ngân hà trung thiên vũ trụ ta đều có không gian truyền tống trận này, bởi vì ở nơi đó, người có thể gặp được đủ loại đối thủ cường đại, có thể rèn luyện rất tốt. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, giống như những thiên tài này, khẳng định sẽ không mỗi ngày ngồi trong nhà khổ tu, loại thiên tài khổ tu kia, không có kinh nghiệm thực chiến, coi như cảnh giới lại cao, cũng dễ dàng bị người giết chết. Đây chính là vì cái gì rất nhiều người thường xuyên bị người vượt cấp chém giết, cũng là nguyên nhân rất nhiều người vì có thể vượt cấp khiêu chiến. Chiến đấu, có thể tăng lên một người nhanh nhất. Lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên nói. Dương gia các ngươi thế tử chi tranh sắp bắt đầu, ngươi cũng muốn tranh thế tử vị sao? Dương Diệp nhún vai. Bằng không thì ngươi cho rằng như thế nào? Nói đến đây, hắn đánh giá Khô Trúc Y một chút, sau đó nói. Nếu không, ngươi qua giúp ta, ta đang cần giúp đỡ. Khô Trúc Y thản nhiên nhìn Dương Diệp một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là muốn nhắc nhở ngươi, trừ những thiếu gia của Dương gia bọn ngươi ra, ngươi càng phải cẩn thận giúp đỡ của bọn hắn. Bởi vì ta nghe nói, người doanh gia thật giống như tham gia. Doanh gia. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Dương gia sẽ để cho người doanh gia dính vào. Khô Trúc Y nói. Đối với những lão gia hỏa kia của Dương gia các ngươi mà nói, bọn hắn sẽ không quản những chuyện này, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, kéo tất cả con em thế gia tới cũng được. Bởi vì những thế tử kia, là không thể nào uy hiếp được Dương gia. Hơn nữa cuối cùng có thể từ trong thế tử tranh đoạt sống đến sau cùng, là cần đi qua rất nhiều khảo nghiệm, cho nên bọn hắn căn bản không lo lắng thế lực từ bên ngoài đến diệt sạch thế tử cùng gia chủ tương lai của Dương gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó lại nói. Doanh gia rất lợi hại phải không? Khô Trúc Y nhẹ gật đầu. Rất lợi hại, doanh gia, ngân hà bảng thứ hai là đệ tử doanh gia, không chỉ như thế, doanh gia còn có hai người ở 10 vị trí đầu của ngân hà bảng. Vậy đầu tiên là người ly nào? Lại là nhà ai? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Khô Trúc Y lắc đầu. Thứ nhất không biết, chỉ có hai gia hỏa sắp xếp thứ hai cùng thứ ba biết, bởi vì chỉ si có bọn hắn mới có tư cách nhìn thấy gia hỏa thứ nhất kia. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Nghe nói gia hỏa thứ nhất kia, khả năng đã đạt đến chân cảnh ca. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, chân cảnh. Chân cảnh không đến 40 tuổi. Nếu như đệ nhất thực đạt đến chân cảnh, vậy cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Đây quả thực không phải người. Được rồi. Lúc này Khô Trúc Y nói. Ta trở về. Nói xong, nàng quay người thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ở nơi xa. Dương Diệp nhìn bóng lưng của Khô Trúc Y nửa ngày, sau đó lắc đầu, quay người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở nơi xa. Nhưng còn chưa đi bao lâu, đột nhiên, một đạo trưởng ấn từ không gian trước mặt hắn thoáng hiện. Sau đó đánh về phía hắn. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, cũng không có dừng, rút kiếm chém một phát. Oanh! Trưởng ấn bị hắn chém vỡ, mà lúc này, một lão giả áo bào đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả áo bào đen này, chính là Mạc Lâm trước đó. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này Mạc Lâm cười lạnh nói. Tiểu tạp chủng, trước ngươi ở Khô gia không phải rất đắc ý sao? Ngươi không phải rất đắc ý sao? Đến, lại đắc ý một cái cho ta xem một chút. Dương Diệp lắc đầu, cũng không nói nhảm, chân phải dẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Sâu kiến. Trong thanh âm của Mạc Lâm mang theo trào phúng, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo hắc quang tiêu thất. Oanh. Giữa sân, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng Mạc Lâm liên tiếp lui về phía sau. Bất quá Mạc Lâm ở trăm trượng liền ngừng lại, mà Dương Diệp trọn vẹn lui hơn 300 trượng. Tiểu tạp chủng, người thật sự có tài mà. Mạc Lâm chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Bất quá đối với ta mà nói, vẫn là sâu kiến. Nói xong, cả người hắn hóa thành một cột sáng màu đen bao phủ về phía Dương Diệp. Nơi xa, kiếm ý trong thân thể Dương Diệp điên cuồng tuôn trào, sau một khắc, chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm hư không một cái. Cả người hóa thành kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Oanh! Hai người ở trên không trung chạm vào nhau, không gian run lên kịch liệt, sau đó hai người bị lực lượng lẫn nhau chấn liên tục lùi lại. Mà khi Dương Diệp lui không sai biệt lắm trăm trượng, đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó linh hồn trong cơ thể hắn hiện ra. Cùng lúc đó, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể hắn bừng lên, thời điểm cỗ ý cảnh này xuất hiện, toàn bộ tinh không trong nháy mắt huyết hồng. Sát ý chí cảnh.
Lão cẩu, một kiếm giết ngươi. Dương Diệp nói xong, linh hồn hóa thành một đạo huyết mang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi bản linh hồn. Một kiếm này, là một kiếm nhanh nhất từ khi hắn thi triển nhất kiếm luân hồi đến nay, bởi vì hắn còn thúc giục sát na ngoa, ở dưới sát na ngoa gia trì, tốc độ của hắn trực tiếp bạo tăng không biết bao nhiêu lần, tốc độ của hắn thời khắc này, nhanh đến cực hạn của hắn. Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, sắc mặt Mạc Lâm kịch biến, sau một khắc, khí thế nửa bước chân cảnh điên cuồng từ trong thân thể hắn bạo phát ra, nhưng cỗ khí thế kia mới vừa xuất hiện, một điểm huyết quang đã tới, sau đó cỗ khí thế kia tựa như bóng da bị kim đâm, nổ tung đầy trời. Lại một cỗ uy áp kinh khủng đặt ở trên người Mạc Lâm. Kiếm ý, sát ý cùng kiếm ý đồng thời ra. Xuy, một đạo huyết quang từ sau đầu Mạc Lâm bắn ra, thân thể Mạc Lâm lập tức cương cứng. Kiếm thu. Dương Diệp quay người nhìn về phía Mạc Lâm, hai mắt Mạc Lâm ngây ngốc nhìn Dương Diệp. Thật nhanh. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Không có tâm tình nghe ngươi lại nhải. Nói xong, trường kiếm hắn lắc một cái, một đạo huyết quang từ mi tâm Mạc Lâm xuyên qua, Mạc Lâm lập tức tuyệt khí. Dương Diệp đánh giá Mạc Lâm một chút, sau đó lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, người bị nhất kiếm luân hồi giết, cũng không thể làm khôi lỗi, bằng không thì hắn tương đương với thêm một khôi lỗi nửa bước chân cảnh. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp quay người muốn đi, đúng lúc này, không gian xa xa đột nhiên rung động, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, đúng lúc này, không gian trước mặt hắn rách ra, một đạo hắc ảnh thoáng hiện. Nhìn thấy bóng đen này, hai mắt Dương Diệp trợn lên. Ta sát! Bóng đen này là cái gì? Là hồn thụ. Hồn thụ của Khô Gia. Dương Diệp không nghĩ tới, hồn thụ này lại theo tới. Ngay thời điểm hắn sửng sốt, Tiểu Bạch đột nhiên từ trong hồng mông tháp chạy ra. Sau khi Tiểu Bạch ra ngoài, nàng trực tiếp nhìn về phía hồn thụ, nàng nhếch miệng cười một tiếng, chạy đến trước mặt hồn thụ, sau đó bắt lấy hồn thụ thân hình lóe lên, tiến nhập trong hồng mông tháp. Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp biến sắc, trầm mặc một cái chớp mắt, nhãn châu hắn xoay động, sau đó bỗng nhiên quay người phẫn nộ quát. Bọn chuột nhắt phương nào, mau bỏ hồn thụ xuống. Nói xong, hắn rút kiếm chém một phát. Ông! Một tiếng kiếm minh ở toàn bộ chân trời ầm ầm vang vọng, đạo kiếm quang kia thì chui vào sâu trong tinh không, rất nhanh, ở trong tinh không xa xôi, truyền đến một tiếng nổ lớn. Bổ xong, Dương Diệp muốn đuổi theo, mà lúc này, ba lão giả xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong đó hai người, chính là Khô Dung cùng lão giả hoa bào trước đó. Nhìn thấy hai người, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, nhưng thân hình Khô Dung lóe lên, đuổi về phía phương hướng trước đó kiếm khí của Dương Diệp xẹt qua. Mà lão giả hoa bào cùng một lão giả áo gai khác lại dừng ở tại chỗ, không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp. Qua ba hơi, Khô Dung về tại chỗ, sau đó hắn nhìn về phía lão giả hoa bào cùng lão giả áo gai, khẽ lắc đầu. Lão giả hoa bào sầm mặt lại, sau đó cùng Khô Dung đồng thời nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trừng mắt nhìn. Hai vị tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lão giả hoa bào trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Ở trên thân thể ngươi, đúng không? Trên người ta, cái gì ở trên người ta? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy mờ mịt. Hồn thụ. Lúc này, Khô Dung đột nhiên nói. Nói đùa cái gì a? Dương Diệp trực tiếp nhảy dựng lên. Hai vị tiền bối, các ngươi là đang nói đùa gì vậy? Hồn thụ làm sao có thể trên người ta? Khô Dung cùng lão giả hoa bào không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Hai vị tiền bối, vừa rồi ta đúng là nhìn thấy hồn thụ. Nhưng ta vừa nhìn thấy, còn không có kịp phản ứng, một lão giả áo bào đen liền bắt đi. Các ngươi nhìn, vừa rồi ta còn xuất thủ với đối phương. Nhưng tốc độ của đối phương thực quá nhanh. Khô Dung khẽ lắc đầu. Ta đuổi theo nhìn, không có người áo đen gì. Dương Diệp giang tay ra. Hai vị tiền bối, nếu các ngươi cảm thấy trên người ta, vậy thì soát người đi. Ta ngay cả nạp giới cũng nguyện ý cho các ngươi lục soát. Khô Dung cùng lão giả hoa bào nhìn nhau một chút, cuối cùng thần thức của lão giả hoa bào quét về phía Dương Diệp cũng không chống cự. Thời điểm thần thức của lão giả hoa bào quét ở nạp giới trên tay hắn, hắn cũng không có ngăn cản, mặc cho thần thức của lão giả hoa bào quét nhìn. Sở dĩ Dương Diệp dám để cho thần thức của lão giả hoa bào điều tra, là bởi vì hắn có lòng tin với Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp đã xưa đâu bằng nay. Chỉ cần nó không nguyện ý,
không ai có thể phát hiện được nó. Qua một lát, lão giả hoa bào thu hồi thần thức, cùng lúc đó, thần sắc hắn vô cùng khó coi. Lúc này Dương Diệp nói, hai vị tiền bối, lần này tin ta chưa? Lão giả hoa bào trầm mặc quen tức, sau đó nói, có thể để cho ta cha nhìn thức hải ngươi một chút không? Phải biết, có người trong thức hải cũng mở ra không gian, có thể chứa đựng vật phẩm. Ngươi yên tâm, ta chỉ điều tra, quyết không tổn thương ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Tiền bối, yêu cầu này, có phải quá mức hay không? Tiền bối hẳn cũng biết, tùy ý thần thức của người khác tiến vào thức hải, vậy thì đồng nghĩa với giao mạng của mình ở trong tay người khác. Lão giả hoa bào khẽ gật đầu. Cái này chúng ta tự nhiên biết, chỉ là tiểu huynh đệ, hồn thụ đối với Khô Gia ta mà nói, vô cùng trọng yếu, cho nên. Dương Diệp nói, nếu như trong thức hải ta không có hồn thụ thì sao? Không có liền không có, ngươi còn muốn thế nào? Lúc này lão giả áo gai ở một bên một mực không nói chuyện đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ba người chúng ta xin lỗi ngươi sao? Nghe được lão giả áo gai nói, một bên sắc mặt Khô Dung lập tức biến đổi, thầm nghĩ hỏng bét, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía lão giả áo gai. Ngươi nói cái này không phải nói nhảm sao? Phối hợp các ngươi, đó là ta nể mặt mũi Trúc Y, nói câu không dễ nghe, ta không phối hợp, các ngươi có thể làm gì được ta? Mặc dù ba người trước mắt đều là cường giả nửa bước chân cảnh, nhưng hắn thật đúng là không sợ. Hai mắt lão giả áo gai nhíu lại. Ngươi thử một chút. Dương Diệp nhún vai, sau đó xoay người rời đi, mà lúc này, lão giả áo gai kia đột nhiên lạnh lùng nói. Cho ngươi mặt mũi không muốn, đã như vậy, vậy thì không cho ngươi mặt nữa. Nói xong, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, sau đó cách không chào tới Dương Diệp, lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Dương Diệp, mà ở dưới cỗ lực lượng này bao phủ, xương cốt cả người Dương Diệp kêu vang răng rắc. Trong mắt Dương Diệp lóe lên lệ khí, sau một khắc, một cỗ sát ý kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ra, thời điểm sát ý xuất hiện, lực lượng của lão giả áo gai kia trực tiếp bị sát ý chấn nát bấy. Sát ý chí cảnh. Nhìn thấy một màn này, ba người lão giả áo gai đều biến sắc, ba người đều không có nghĩ đến Dương Diệp lĩnh ngộ sát ý, hơn nữa còn là chí cảnh. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của lão giả áo gai, sau đó hắn rút kiếm chém một phát. Mười đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật điệp ra. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật ra chỉ sát ý chí cảnh cùng kiếm ý quy nguyên cảnh. Kiếm ra, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp chấn lão giả hoa bào cùng Khô Dung lùi mấy bước. Mà lão giả áo gai thì biến sắc, không dám khinh thường một kiếm này, song quyền bỗng nhiên đánh về phía Dương Diệp. Oanh! Theo một tiếng nổ vang vang lên, lão giả áo gai bị chấn đến hơn trăm trượng. Mà lúc này... Dương Diệp thì hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Oanh! Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, giữa sân vang lên tiếng nổ lớn, mà cùng lúc đó, lão giả áo gai bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp không có truy kích, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả áo gai. Hiện tại đã biết rõ chưa? Là ta cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, mà không phải ngươi cho ta mặt, rõ ràng chưa? Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. L. Mà đúng lúc này, lão giả áo gai đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dương Diệp, cùng lúc đó, trong tay hắn nhiều hơn một cây bu ca, tay phải hắn nắm cự phủ bổ xuống đầu Dương Diệp. Xoạt xoạt, một búa rơi xuống, không gian chung quanh Dương Diệp rạn nứt. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt lóe lên sát ý, sau một khắc, hắn quay người rút kiếm chém một phát. Oanh, kiếm búa chạm vào nhau. Âm thanh nổ tung lập tức vang vọng lên, kiếm cùng búa run lên kịch liệt, lão giả áo gai cùng Dương Diệp đồng thời liên tục lui về phía sau. Một bên, lão giả hoa bào cùng Khô Dung nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng lão giả áo gai, Khô Dung muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lão giả hoa bào lại ngăn trở, lạnh nhạt nói. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng, nên chịu chút giáo huấn. Khô Dung nhìn thoáng qua lão giả hoa bào, do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nơi xa, sau khi Dương Diệp cùng lão giả áo gai dừng lại, lão giả áo gai dẫn theo lưỡi búa trong tay chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Không thể không nói, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng ngươi cho rằng lão phu là ăn chay sao? Hôm nay, ta thay phụ mẫu ngươi dạy ngươi làm người như thế nào?
Nghe được lão giả áo gai nói, thần sắc của Dương Diệp lập tức dữ tợn lên, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo huyết mang tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt đối phương, sau đó huyết kiếm trong tay bỗng nhiên bổ tới. Lão giả áo gai cười gần một tiếng, lưỡi búa trong tay nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Kiếm búa chạm vào nhau, hai người đồng thời bị chấn liên tục lùi lại, nhưng Dương Diệp lại rất nhanh ngừng chân, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo huyết mang vào tới. Giờ khắc này, Dương Diệp mở ra đấu pháp không cần mạng. Ngay từ đầu, lão giả áo gai còn có thể cùng Dương Diệp tương xứng, nhưng thời gian dần trôi qua, lão giả áo gai có chút ăn không tiêu. Bởi vì Dương Diệp quá độc ác, mỗi một lần Dương Diệp đều cùng hắn chơi lấy mạng đổi mạng, hắn như thế nào sẽ cùng Dương Diệp lấy mạng đổi mạng. Có lo lắng, bởi vậy ở trên chiêu thức, hắn bắt đầu ở vào hạ phong. Mà Dương Diệp lại càng đánh càng hung ác, càng đánh càng mạnh. Một bên, sắc mặt của lão giả hoa bào cùng Khô Dung có chút khó coi. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Dương Diệp một luân hồi cảnh, lại có thể áp chế một cường giả nửa bước chân cảnh. Hai người muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, không gian xa xa đột nhiên sụp đổ, thời điểm không gian xuất hiện hắc động, sắc mặt lão giả hoa bào cùng Khô Dung lập tức đại biến, bởi vì hắc động kia bắt đầu quỷ dị co vào. Ra tay! Lão giả hoa bào cùng Khô Dung không dám do dự, muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, vùng không gian kia đột nhiên ngừng lại, sau đó một bóng người từ trong đó ngã bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, chính là lão giả áo gai. Lão giả áo gai còn chưa dừng lại, một đạo kiếm quang từ trong hắc động bắn nhanh ra, sau một khắc, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt đối phương, Dương Diệp một cước giẫm ngực lão giả áo gai, hai tay của hắn cầm kiếm chống đỡ ở trên mi tâm đối phương nói. Ngươi mới vừa nói muốn thay cha mẹ ta giáo dục ta. Ngươi nói như thế đúng không? Dương Diệp, thả hắn ra. Lúc này lão giả hoa bào đột nhiên nói. Nếu như ngươi giết hắn, Khô gia ta tất sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn cùng Khô gia ta là địch à? Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua lão giả hoa bào. Dùng Khô gia đến uy hiếp ta. Ta chỉ là đang nói một sự thật. Lão giả hoa bào lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Xác thực, ta không muốn đối địch với Khô gia. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía lão giả áo gai. Nể tình chúc y, nói lời xin lỗi, việc này coi như xong. Lão giả áo gai nhìn chằm chằm Dương Diệp, khóe miệng nổi lên vẻ mỉa mai. Xin lỗi, như thế nào, vừa rồi ta nói động đến chỗ đau của ngươi. Bất quá, nhìn bộ dáng của ngươi, đúng là một mặt hàng có nương sinh, không có cha dưỡng. Dương Diệp cúi người nhìn lão giả áo gai. Ngươi có phải cho rằng ta không dám giết ngươi hay không? Ngươi dám sao? Khóe miệng lão giả tràn đầy khinh thường. Đừng nói Dương gia ngươi, coi như Doanh gia cũng phải cho Khô gia ta mặt mũi, ngươi. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ yết hầu lão giả áo gai lóe lên. Xùy! Đầu của lão giả áo gai mang theo một cột máu bay ra ngoài. Thu kiếm! Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả hoa bào cùng Khô Dung. Đã lớn như vậy, đau qua, khổ qua, nhưng chưa từng sợ qua. Thời điểm Dương Diệp gọt bay đầu lão giả áo gai, sắc mặt Khô Dung cùng lão giả hoa bào vô cùng khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thực dám giết. Lão giả hoa bào gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ta đang làm cái gì? Dương Diệp cười cười nói. Kỳ thật, ta cũng không muốn như vậy, nhưng không có cách, những thế gia các ngươi đều có bệnh cao cao tại thượng, đều cảm thấy người khác hẳn nên cho các ngươi mặt mũi. Người khác cho các ngươi mặt mũi, các ngươi xem như là đương nhiên, người khác không cho các ngươi mặt mũi, các ngươi cảm thấy người khác không thức thời, nên bị giáo huấn. Nói đến đây, hắn lắc đầu, lại nói. Dương Diệp ta làm người, người khác tôn kính ta, ta tôn kính người khác, nếu người khác không kính ta, muốn lấn ta, như vậy thật có lỗi, đừng nói Khô gia ngươi, xem như Thiên Vương lão tử, ta cũng giết không tha. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Nhưng lúc này, lão giả hoa bào cùng Khô Dung lại xuất hiện ở cách đó không xa, lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp. Giết người, liền muốn đi như thế. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Thế nào, còn muốn để cho ta lại giết hai người? Hai mắt lão giả hoa bào nhíu lại. Tự tin như thế. Dương Diệp nhìn về phía lão giả hoa bào. Thử một chút không? Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp nửa ngày,
hắn không nói gì, tay phải tìm tòi về phía trước, cái tìm tòi này, một cỗ lực lượng cường đại dao động không gian chung quanh Dương Diệp, bất quá rất nhanh, một cỗ hồng mang từ trong thân thể Dương Diệp bừng lên, sau khi hồng mang xuất hiện, lực lượng của lão giả hoa bào bị đánh tan. Chân phải của lão giả hoa bào nhẹ nhàng giẫm hư không một cái, cả người hóa thành bạch quang bắn mạnh về phía Dương Diệp. Nơi xa, Dương Diệp rút kiếm chém một phát. Oanh! Không gian đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng, mà lão giả hoa bào lại chỉ lui không đến 10 trượng. Nơi xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả hoa bào, không thể không nói, mặc dù lão giả hoa bào này và lão giả áo gai đều là nửa bước chân cảnh, nhưng thực lực của lão giả hoa bào lại mạnh mẽ hơn lão giả áo gai rất nhiều. Lão giả hoa bào nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau một khắc, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, sau đó bỗng nhiên xoay tròn. Trong chốc lát, không gian chung quanh Dương Diệp dao động, lực lượng cường đại trong đó làm cho Dương Diệp cảm giác thân thể của mình có mấy trăm con ngựa lôi kéo. Dương Diệp không dám khinh thường, lập tức giơ kiếm bổ một phát. Oanh! Kiếm ra, không gian chung quanh hắn vỡ nát hiên diệt, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ bên trong bắn nhanh ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt của lão giả hoa bào. Sắc mặt lão giả hoa bào không thay đổi, điểm ra một chỉ, vạch, không gian trước mặt hắn quỷ dị xoay tròn, cái xoay tròn này vừa vặn cuốn Dương Diệp vào, bất quá rất nhanh, một đạo kiếm quang huyết sắc từ trong vòng xoáy không gian vọt ra. Hai mắt lão giả hoa bào nhíu lại, vỗ ra một trường. Oanh! Theo một tiếng nổ vang vang lên, lão giả hoa bào bị đẩy lui 10 trượng, mà vòng xoáy không gian trước mặt hắn giờ phút này đã bị kiếm quang xé rách thành từng mảnh. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn lần nữa, vung kiếm đâm tới. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn, cho dù là lão giả hoa bào cũng chỉ nhìn thấy một tia kiếm quang. Lão giả hoa bào không dám khinh thường, tay phải vung lên, một tiểu thuẫn màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành! Tiểu thuẫn run lên kịch liệt, sau đó một đạo hắc quang từ trong đó bắn ra, Dương Diệp biến sắc, vội vàng giơ kiếm bổ một phát. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Nơi xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua hắc thuẫn, không cần phải nói, cái thuẫn này khẳng định là cấp bậc chí cảnh. Người quả thật không tệ. Lúc này, lão giả hoa bào đột nhiên nói. Bất quá giết người Khô gia ta, đừng nói ngươi chỉ là Dương gia thiếu gia, coi như ngươi là Dương gia thế tử, Khô gia ta cũng giết không tha. Nói xong, hắn bước ra một bước, sau đó điểm vào hắc thuẫn, trong chốc lát. Hắc thuẫn mang theo một vòng xoáy màu đen bao phủ về phía Dương Diệp. Những nơi hắc thuẫn đi qua, không gian bị cắt chém nát bấy, vô cùng dọa người. Dương Diệp nhìn vòng xoáy màu đen, mặt mày buông xuống, rất nhanh, hắc thuẫn mang theo vòng xoáy màu đen càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, thời điểm hai người lão giả hoa bào cho là hắn muốn xuất kiếm, thân hình hắn lại đột nhiên run lên, vọt về phía vòng xoáy màu đen, chỉ nháy mắt. Dương Diệp bị vòng xoáy màu đen hút vào. Nhìn thấy một màn này, lão giả hoa bào cùng Khô Dung đều nao nao, trong mắt hai người tràn đầy vẻ không hiểu. Đúng lúc này, sắc mặt lão giả hoa bào đột nhiên đại biến. Làm càn. Nói xong, hắn muốn ra tay, nhưng lúc này vòng xoáy màu đen đột nhiên biến mất, sau đó một đạo kiếm quang từ trong ấy bắn nhanh ra. Oanh! Lão giả hoa bào bị đẩy lui mấy chục trượng, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt lão giả hoa bào cùng Khô Dung. Nhìn thấy Dương Diệp, hai mắt Khô Dung nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bởi vì Dương Diệp một chút việc cũng không có. Dương Diệp đương nhiên không có chuyện. Bản thân hắn lĩnh ngộ ám chi pháp tác chí cảnh, tăng thêm hiện tại thân thể của hắn đặc thù, có thể nói, hiện tại hắn đối với ám năng lượng cùng ám vật chất là hoàn toàn miễn dịch. Mà năng lượng của hắc thuẫn, đều là từ ám vật chất cùng ám năng lượng tạo thành. Bởi vậy hắc thuẫn kia với hắn mà nói, hoàn toàn không có uy hiếp. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới không có một chút sự tình, không chỉ không có chuyện gì, còn thu hắc thuẫn vào trong hồng mông tháp. Nơi xa, lão giả hoa bào gắt gao nhìn Dương Diệp. Thuẫn đâu? Dương Diệp cười khẽ một tiếng. Thuẫn của ngươi ngươi hỏi ta làm gì? Trong mắt lão giả hoa bào lóe lên sát ý. Muốn chết? Nói xong, hắn có chút nghiêng người. Hai tay nhấc lên một chút, sau một khắc, hắn bỗng nhiên vỗ về phía Dương Diệp. Vạn trọng lãng, thanh âm rơi xuống, không gian trước mặt hắn tựa như một vùng biển mênh mông, cả vùng không gian tầng tầng lớp lớp nhấc lên, mà lúc này Dương Diệp tựa như đặt mình vào trong biển rộng,
những không gian kia tựa như nước biển bao phủ về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp bị những không gian kia bao phủ lại. Yên lặng một cái chớp mắt, một tiếng kiếm minh đột nhiên từ trong đó vang vọng lên, sau đó một đạo kiếm quang từ trong đó bắn nhanh ra, chỗ kiếm quang đến, không gian bị xé nứt. Rất nhanh, đạo kiếm quang kia đi tới trước mặt của lão giả. Nhưng đúng lúc này, không gian trước mặt lão giả hoa bào đột nhiên tầng tầng co vào, sau một khắc, những không gian kia hóa thành một bàn tay đánh về phía Dương Diệp. Oanh! Kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp thì bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Nơi xa, Dương Diệp lạnh lùng nhìn lão giả hoa bào, mà những không gian trước mặt hắn cùng lão giả hoa bào kia, giờ phút này như sóng nước nhộn nhạo. Lão giả hoa bào gắt gao nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp mạnh như thế, mặc dù Dương Diệp một mực ở vào hạ phong, nhưng hắn lại không cách nào đánh giết Dương Diệp. Dương Diệp ở dưới sát ý chí cảnh cùng kiếm ý quy nguyên cảnh gia trì, trở nên cực kỳ lăng lệ, cho dù là huyền kỹ của hắn cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Không thể làm gì. Đây chính là cảm giác của lão giả hoa bào thời khắc này. Trầm mặc một cái chớp mắt, lão giả hoa bào trầm giọng nói. Đồng loạt ra tay. Nghe được lão giả hoa bào nói, Khô Dung nhẹ gật đầu, coi như lão giả hoa bào không nói, hắn cũng muốn chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, lão giả hoa bào căn bản không làm gì được Dương Diệp. Ngay thời điểm hai người muốn xuất thủ, một bên Dương Diệp đột nhiên nói. Thế nào, muốn quần đấu sao? Lão giả hoa bào nói. Chớ nói nhảm với hắn, ra tay, hồn thụ khả năng ở trong thức hải của hắn. Nói xong, thân hình hắn khẽ động lao về phía Dương Diệp, một bên Khô Dung muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một vệt kim quang lóe lên. Nơi xa, Dương Diệp lạnh lùng nhìn lão giả hoa bào, mà những không gian trước mặt hắn cùng lão giả hoa bào kia, giờ phút này như sóng nước nhộn nhạo. Lão giả hoa bào gắt gao nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp mạnh như thế, mặc dù Dương Diệp một mực ở vào hạ phong, nhưng hắn lại không cách nào đánh giết Dương Diệp. Dương Diệp ở dưới sát ý chí cảnh cùng kiếm ý quy nguyên cảnh gia trì, trở nên cực kỳ lăng lệ, cho dù là huyền kỹ của hắn cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Không thể làm gì. Oanh! Theo một tiếng vang trầm đục, lão giả hoa bào bị chấn đến hơn trăm trượng, Khô Dung đang muốn xuất thủ biến sắc. Vội vàng nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử tay cầm trường thương. Nữ tử này chính là An Nam Tĩnh. Nơi xa, lão giả hoa bào nhìn thoáng qua bàn tay của mình, giờ phút này, bàn tay của hắn cùng toàn bộ cánh tay đều rách ra. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh cách đó không xa. Ngươi là ai? An Nam Tĩnh không nói gì, chỉ thối lui đến bên người Dương Diệp. Nhưng khí tức lại tập trung vào lão giả hoa bào. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Còn xuất thủ, hôm nay ta liền để hai các ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Chớ nói với ta cái gì Khô gia hay không Khô gia, ta vừa tới hệ Ngân Hà, Khô gia cường đại ở nơi nào, thần bí ở nơi nào, ta căn bản không biết. Cho nên đừng ép ta, bằng không thì, hai các ngươi có thể sẽ chết rất oan. Trong mắt lão giả hoa bào lóe lên vẻ dữ tợn, đang muốn ra tay. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Các ngươi không làm gì được hai người bọn họ. Nghe được thanh âm này, lão giả hoa bào đầu tiên là ngẩn người, sau đó thần sắc cung kính. Rất nhanh, một trung niên nam tử xuất hiện ở giữa sân. Tên nam tử này không phải người khác, chính là nam tử Đoạn Tí mà Dương Diệp ban đầu ở Khô gia nhìn thấy, cũng là Khô gia thủ hộ giả, Khô Mệnh. Nhìn thấy Khô Mệnh, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Khô gia ngay cả cường giả chân cảnh cũng xuất động. Khô Mệnh đi tới trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh không xa, sau đó nói. Đồ vật của Khô gia, không người nào dám cầm, mệnh người Khô gia, không ai có thể tùy tiện giết. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Người Dương gia ta, cũng không có người có thể tùy tiện khi nhục. Nói rất hay. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó một nam tử mặc khôi giáp tử sắc. Tay cầm trường thương từ sau lưng Dương Diệp đi ra. Dương Qua Vũ. Nhìn thấy nam tử này, sắc mặt của lão giả hoa bào cùng Khô Dung lập tức trầm xuống. Khô gia có thủ hộ giả, Dương gia cũng có, mà Dương Qua Vũ chính là Dương gia thủ hộ giả. Khô Mệnh nhìn thoáng qua Dương Qua Vũ. Không nghĩ tới, ngươi lại đích thân đến. Bất quá, ngươi có thể ngăn cản ta giết bọn họ sao? Không ngăn cản được. Dương Qua Vũ lạnh nhạt nói.
nhưng nếu như ngươi phá hư quy củ bát đại thế gia quyết định, Dương gia ta tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi tuân thủ quy củ gì. Ngươi giết vãn bối Dương gia ta, ta liền đi giết vãn bối Khô gia ngươi, một mạng đổi một mạng, không lỗ. Bát đại thế gia cộng đồng quy định, cường giả chân cảnh không được ra tay với vãn bối của thế gia khác, chí ít không thể công khai. Khô Mệnh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Dương gia ngươi muốn chiến sao? Dương Qua Vũ không có trả lời, mà nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ngươi đánh với hắn, ta chạy. Nghe được Dương Diệp, Dương Qua Vũ nheo mắt, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không nhìn ra, ngươi vẫn rất vô sỉ. Dương Diệp. Dương Qua Vũ quay đầu nhìn về phía Khô Mệnh. Khô Mệnh, ngươi nói lời này, có thể đại biểu Khô gia không? Khô Mệnh lạnh nhạt nói. Bọn hắn không chiến, ta chiến, được không? Dương Qua Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi muốn chiến, ta tùy thời có thể phụng bồi, nếu Khô gia ngươi muốn chiến, Dương gia ta cũng tùy thời phụng bồi. Vậy thì tới đi. Khô Mệnh nói xong, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Thời điểm nhìn thấy Khô Mệnh xuất thủ, sắc mặt Dương Diệp lập tức ngưng trọng lên, bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy quỹ tích của Khô Mệnh. Bất quá cái này cũng bình thường, đối phương ở rất nhiều năm trước là Ngân Hà bảng thứ hai, lúc kia người ta có thể dùng nửa bước chí cảnh chém giết cường giả chân cảnh. Mà bây giờ, người ta đã đạt đến chân cảnh, có thể tưởng tượng, thực lực của hắn cường đại loại trình độ nào. Muốn vượt cấp khiêu chiến loại người này, khó, cực kỳ khó. Mà Dương Diệp mới luân hồi cảnh, hắn cùng Khô Mệnh kém dòng dã hai cấp, muốn vượt hai cấp khiêu chiến đối phương, cái này vô cùng không thực tế. Đối với thực lực của mình, Dương Diệp vẫn rất rõ ràng, nên hắn sẽ không đi tìm đường chết. Giữa sân, thời điểm Khô Mệnh tiêu thất, Dương Qua Vũ cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Âm thanh nổ vang tựa như kinh lôi vang vọng, không gian trong phương viên mấy chục vạn dặm run lên kịch liệt, sau đó rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau đó vui mừng, nếu như không gian trong mấy chục vạn dặm đều sụp đổ, như vậy hắn liền có thể khống chế hắc động mấy chục vạn dặm, khi đó, coi như giết không được Khô Mệnh, nhưng khẳng định cũng có thể làm đối phương bị thương. Nói không chừng còn là trọng thương. Về phần lão giả Hoa Bào cùng Khô Dung, khẳng định là sẽ không toàn mạng. Hắc động mấy chục vạn dặm, vậy căn bản không phải cường giả nửa bước chân cảnh có thể ngăn cản. Thời điểm Dương Diệp kỳ vọng không gian xung quanh sụp đổ, đột nhiên Khô Mệnh cùng Dương Qua Vũ ngừng lại. Rất nhanh, hai lão giả phân biệt xuất hiện ở bên người Khô Mệnh cùng Dương Qua Vũ. Lão giả bên cạnh Khô Mệnh, chính là Khô gia Thái Thượng trưởng lão, cũng là người thứ hai Khô gia, Khô Ngự Hình. Mà lão giả bên cạnh Dương Qua Vũ, là Dương gia trưởng lão điện điện chủ, Dương Lân. Bên người Khô Mệnh, Khô Ngự Hình cười cười nói. Dương Lân huynh, đã lâu không gặp. Dương Lân mỉm cười. Đã rất nhiều năm không gặp, chỉ là không nghĩ tới, vừa thấy mặt là loại trường hợp này. Khô Ngự Hình khẽ gật đầu. Đúng là không nghĩ tới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Lân huynh, hậu bối này của ngươi, rất lợi hại a. Dương Lân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, dễ kích động. Năm đó người ta không phải cũng như vậy sao? Khô Ngự Hình nói. Huyết khí phương cương, có thể lý giải, bất quá mỗi người đều phải vì hành vi của mình gánh chịu hậu quả, người cảm thấy đúng không? Dương Lân nhẹ gật đầu. Khô Huynh nói có lý. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Nói một chút, ngươi làm sự tình gì, làm cho Khô gia không tiếc phái ra ba vị nửa bước chí cảnh giết ngươi, đồng thời ngay cả thủ hộ giả cũng xuất động. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Khô gia oan uổng ta, muốn gây sự. Nói xong, hắn nói sự tình trước kia một lần, lần này hắn cũng không có thêm mắm thêm muối, ở đây đều không phải ngu xuẩn, cố ý thêm mắm thêm muối, sẽ chỉ làm người xem thường. Một lát sau, Dương Diệp nói. Sự tình chính là như vậy, bọn hắn cảm thấy là ta đoạt hồn thụ của bọn hắn, muốn lục soát người ta cũng đồng ý soát người. Nhưng sau khi lục soát, bọn hắn còn muốn thần thức tiến vào thức hải, lục soát thức hải của ta. Vậy vì sao ngươi giết người Khô gia? Dương Lân hỏi. Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có cách,
bởi vì ta không đáp ứng cho bọn hắn lục soát thần thức, bọn hắn liền muốn cưỡng ép lục soát thần trí của ta, sau đó lão giả áo gai kia ra tay với ta, ta bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép phản kích, lúc đầu ta chỉ nghĩ điểm đến là dừng, nhưng ta không nghĩ tới, lão giả áo gai yếu này như vậy, bị ta dễ dàng giết chết. Đương nhiên, không thể trách hắn, muốn trách, chỉ có thể trách ta quá mạnh. Nghe được Dương Diệp nói, sắc mặt mọi người Khô Gia có chút khó coi. Dương Diệp cuối cùng vài câu, là hung hăng đánh mặt Khô Gia a. Nói chuyện kiểu gì đó. Lúc này Dương Lân đột nhiên trách mắng. Nghĩ mình rất mạnh, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể tùy ý làm bậy. Thế giới này, cường giả còn nhiều, mạnh hơn ngươi, càng nhiều không kể xiết. Vâng vâng. Dương Diệp vội vàng gật đầu, sau đó lui về một bên, một bộ thụ giáo. Dương Lân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó quay đầu nhìn về phía Khô Ngự Hình nói. Khô huynh, sự tình ta cũng hiểu đại khái. Hậu bối của ta chữa tốt hồn thụ cho các ngươi, sau đó hồn thụ các ngươi không thấy, cuối cùng các ngươi cảm thấy hồn thụ là ở trên người hắn, nên các ngươi mới làm khó hắn. Nhưng hậu bối của ta cũng đã nói, hồn thụ không có ở trên người hắn. Khô Ngự Hình quay đầu nhìn về phía lão giả hoa bào trầm giọng nói. Huyền khí của hắn, hồn thụ đặc biệt ưa thích, ngay từ đầu hồn thụ liền muốn đi theo hắn, nhưng lại bị chúng ta ngăn cản. Chỉ là sau đó chúng ta không nghĩ tới, hồn thụ vậy mà chui vào lòng đất, sau đó phá vỡ không gian thoát đi Khô Gia ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Khi chúng ta đuổi theo, chỉ gặp được hắn, nên hồn thụ khẳng định ở trong thức hải của hắn. Bởi vì chúng ta đã tìm nạp giới, trong nạp giới không có, hắn khẳng định giấu hồn thụ ở trong. Thức hải. Khô Ngự Hình nhìn về phía Dương Diệp lạnh nhạt. Nói. Không có ở trong thức hải của ta. Ánh mắt Khô Ngự Hình nhìn về phía Dương Lân nhìn về phía Dương Diệp. Thực không có ở trong thức hải của ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Khô Ngự Hình nói. Ta biết, ta nói thế nào, các ngươi cũng sẽ không tin. Vậy đi, ta để cho các ngươi lục soát thức hải. Nếu như lục ra được hồn thụ. Nếu như lục ra được hồn thụ, ta tự mình giết ngươi. Dương Lân đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Lân, lúc này Dương Lân lại nhìn về phía Khô Ngự Hình. Thế nhưng Khô huynh, nếu như các ngươi không có lục soát ra được hồn thụ thì sao? Nếu như không có lục soát. Khô Ngự Hình nhẹ gật đầu, sau đó nói. Dương Lân huynh có ý gì? Dương Lân nhìn về phía Dương Diệp. Muốn cái gì? Bảo khố Khô Gia bảo vật rất nhiều. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Tiền bối cảm thấy ta cần gì? Dương Lân đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói. Thân thể ngươi đã đạt đến bất tử bất diệt cảnh, trên nữa là chí cảnh, thế nhưng nếu như không có cơ duyên cường đại, đoán chừng khó mà đạt đến chí cảnh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía Khô Ngự Hình nói. Theo ta được biết, Khô Gia tựa hồ có một vật, tên địa ngục quả, Khô huynh, nếu như không lục soát ra được hồn thụ, Khô huynh có thể đưa tặng một địa ngục quả cho vãn bối của ta hay không? Nghe được Dương Lân nói, sắc mặt đám người Khô Ngự Hình có chút khó coi. Địa ngục quả, cái kia cũng không phải bảo vật bình thường, mặc dù còn không có đạt đến chân cảnh, nhưng cũng không phải bảo vật chí cảnh bình thường có thể so sánh. Cho dù là ở Khô Gia, đó cũng là vô cùng chân quý. Lúc này, Dương Lân đột nhiên nói. Khô huynh, tiềm lực cùng thiên phú của vãn bối ta, người cũng thấy. Mệnh của hắn, ở Dương gia ta xem ra, 10 cái địa ngục quả cũng không sánh nổi. Nhưng ta biết hồn thụ được Khô Gia ngươi ý nghĩa to lớn, nên ta nguyện ý tạm thời giao mạng nhỏ của hắn cho Khô Gia các ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Nếu như Khô huynh ở trong thức hải hắn lục ra được hồn thụ, không cần Khô huynh động thủ, lão phu tự mình xử hắn. Nhưng nếu như không lục soát ra, Khô huynh cầm một trái địa ngục quả đền bù, để cho Dương gia ta có bậc thang xuống đài, cũng không quá đáng a. Đúng lúc này, Dương Diệp do dự một chút, đang muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt xuống. Mặc dù biểu lộ rất phi diệu, nhưng vẫn bị đám người Khô Gia bắt được. Khô Ngự Hình nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía lão giả hoa bào khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này Dương Diệp cười lạnh nói. Hồn thụ thực không ở trên người ta, sao các ngươi không tin a? Khô Gia tiền bối, đời ta, trên cơ bản là không nói láo, ngươi tin tưởng ta lần này đi.
Khâu Ngự Hình thản nhiên nhìn Dương Diệp. Ngươi đúng là cơ bản không nói láo, bởi vì ngươi mỗi ngày đều đang nói láo, đúng không? Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Khâu Ngự Hình nhìn về phía Dương Lân nói. Tốt, ta đáp ứng. Bất quá ta muốn đích thân lục soát thức hải của hắn. Dương Lân nhìn về phía Dương Diệp nói. Có vấn đề không? Dương Diệp trầm mặc. Nhìn thấy Dương Diệp trầm mặc, khóe miệng lão giả hoa bào nổi lên cười lạnh, thần sắc của Khâu Ngự Hình cũng bình tĩnh lại. Lúc này, không chỉ Dương Diệp trầm mặc, huyền khí trong thân thể cũng ngầm vận chuyển. Khi huyền khí trong thân thể hắn vận chuyển, thần sắc của Dương Lân cùng Dương Qua Vũ lập tức trầm xuống, mà một bên, trên mặt lão giả hoa bào cười lạnh càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, Khâu Ngự Hình đột nhiên nói. Không bằng như vậy, ngươi tự mình giao hồn thụ ra, ta cho Dương gia mặt mũi, không giết ngươi, bất quá ngươi phải cùng ta trở về Khô gia, người Khô gia ta không thể chết vô ích, ngươi đến vì hắn túc trực bên linh cữu 20 năm, ngươi. Ngươi lục soát đi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Hai mắt Khâu Ngự Hình nhíu lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, một luồng thần thức trực tiếp chui vào mi tâm Dương Diệp. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Giờ phút này, mặc dù sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Bởi vì Khâu Ngự Hình là cường giả chân cảnh, mặc dù hắn tin Hồng Mông Tháp, nhưng vẫn có chút lo lắng, vạn nhất bị đối phương xem xét đến manh mối gì, chuyện kia liền không cách nào thu tràng. Một lát sau, thần sắc Khâu Ngự Hình dần dần khó coi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Dương Lân cùng Dương Qua Vũ dần dần nới lỏng. Lại một lát nữa, Khâu Ngự Hình thu hồi thần thức, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt Khâu Ngự Hình rơi vào phần bụng hắn. Không đúng, nơi đó có cái gì? Dương Diệp. Nghe Khâu Ngự Hình nói, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía bụng Dương Diệp, mà Dương Diệp cũng biến sắc. Giữa sân, bầu không khí khẩn trương lên. Đúng lúc này, phần bụng Dương Diệp đột nhiên nhuyễn động một thoáng, sau đó một đôi móng vuốt màu trắng nhỏ từ trong quần áo Dương Diệp đưa ra, rất nhanh, một cái đầu nhỏ chui ra. Tiểu gia hỏa này, chính Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua mọi người, sau đó cái ót sụt trở về, chỉ lưu một đôi mắt ở bên ngoài nhảy nhảy. Linh chủ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này, trong mắt Khâu Ngự Hình lóe lên vẻ khác biệt, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, bởi vì hồn thụ không có ở trên người Dương Diệp. Sắc mặt lão giả hoa bào cùng Khô Dung cũng trầm xuống, hồn thụ không có ở trong thức hải của Dương Diệp, điều này đại biểu Khô gia thua cuộc. Thua cuộc cũng không có gì, trọng yếu nhất chính là mất hồn thụ. Một bên, Dương Diệp vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Khâu Ngự Hình. Khô tiền bối, địa ngục quả gì kia? Nơi xa, Khâu Ngự Hình nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nhẹ gật đầu, cong ngón búng ra, một trái cây màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp còn chưa thấy rõ, tay phải Dương Lân đã thu trái cây kia vào. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Lân, không nói gì. Dương Lân nhìn về phía Khâu Ngự Hình. Khô huynh, việc hôm nay đến đây chấm dứt, được không? Khâu Ngự Hình cười cười. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người cùng lão giả hoa bào, Khô Dung, Khô Mệnh trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Giờ khắc này, sắc mặt của Dương Lân cùng Dương Qua Vũ lập tức trầm xuống. Giữa sân, trầm mặc hồi lâu, Dương Lân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tại sao đi trêu chọc Khô gia? Dương Diệp không hiểu. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lúc này, Dương Qua Vũ đột nhiên nói. Tiểu tử, ngươi có vừa rồi biết ngươi kém chút liền chết hay không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Biết. Dương Qua Vũ đang muốn nói cái gì, lúc này Dương Lân đột nhiên nói. Đừng nói nữa. Tiểu tử này đối với Khô gia căn bản không hiểu, người nói lại nhiều, cũng nói vô ích. Dương Qua Vũ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Người không biết không sợ à? Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Dương Lân nhìn về phía Dương Diệp. Khô gia bình thường không lộ liễu, không hiện sơn lộ thủy, nhưng nội tình của bọn hắn rất sâu. Ở cực kỳ lâu trước kia, vùng vũ trụ này, còn không có bát đại thế gia, lúc kia chỉ có một thế gia. Biết thế gia này là người nào không? Khô gia. Dương Diệp nói. Dương Lân khẽ gật đầu. Là Khô gia, về sau Khô gia bởi vì một chút biến cố, gia tộc phân tán, này mới khiến những thế gia chúng ta có cơ hội vùng lên. Đến sau này, Khô gia càng biết điều.
Mặc dù bọn hắn càng biết điều, nhưng thế gia còn lại, bao quát Doanh gia hiện tại như mặt trời ban trưa, cũng sẽ không đi tùy tiện trêu chọc bọn hắn, biết tại sao không? Vì cái gì? Dương Diệp tò mò hỏi. Dương Lân trầm giọng nói. Bởi vì Khô gia xuất hiện qua một vị cổ tu giả. Cổ tu giả? Dương Diệp không hiểu, cổ tu giả, hắn cũng nghe cùng kỳ nói qua, nhưng lại không quá rõ ràng. Dương Lân nói. Ở cực kỳ lâu trước kia, lúc kia, vùng vũ trụ này vừa mới xuất hiện nhân loại, khi ấy nhân tộc là sinh vật yếu nhất hệ ngân hà, nhân loại là chủng tộc bị tàn sát và nô dịch. Thẳng đến lúc sau, thế giới này xuất hiện rất nhiều nhân loại thiên phú chắc tuyệt, những nhân loại này đã sáng tạo ra đủ loại phương thức tu hành, thông qua tu luyện, nhân loại cường đại lên. Sau đó nhân loại dần dần không bị chủng tộc khác ức hiếp và nô dịch. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc một hồi lâu, mới nói tiếp. Những đại năng kia, không chỉ sáng tạo ra đủ loại phương thức tu luyện, còn sáng tạo ra văn minh của nhân loại chúng ta. Lễ nghĩa liêm sỉ, hiếu đạo trung tín, đều là đám người kia sáng tạo ra. Ở thời kỳ ấy, là thời điểm nhân tộc ta huy hoàng nhất, đám người kia, cũng là một nhóm người tu hành sớm nhất của nhân tộc ta. Văn minh. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp đối với đám người kia nổi lòng tôn kính. Nếu như nhân loại không có văn minh, như vậy sẽ kinh khủng như thế nào? Có thể nói, đám người kia đối với nhân tộc cống hiến, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Lúc này, Dương Lân lại nói. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, đám người kia cuối cùng đều biến mất. Không chỉ biến mất, ở từ khi bọn hắn tiêu thất, còn giống như tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Có ý tứ gì? Dương Lân lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, bởi vì sự tình liên quan tới cổ tu giả, vô cùng ít. Ở trong lịch sử của chúng ta, không có ghi chép liên quan tới bọn hắn, sở dĩ biết bọn hắn, là bởi vì một chút cổ tu giả đã từng ở trong động phủ lưu lại đôi câu vài lời mới biết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Sở dĩ bọn hắn tự giết lẫn nhau, tựa như là bởi vì lý niệm khác biệt. Tóm lại, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Khô gia đã từng xuất hiện cổ tu giả, nên ngươi hiểu chưa? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Khẳng định không chỉ đơn giản như vậy a. Dương Lân khẽ gật đầu. Tại Khô gia có một thần vật, vật này là cổ tu giả kia lưu lại. Sở dĩ Khô gia có thể từ thời kỳ xa xôi cổ lão còn sống đến bây giờ, cũng là bởi vì thần vật kia. Trừ cái đó ra, Khô gia còn có một số phương thức tu luyện đặc thù, tỉ như tu hồn. Mặc dù thế gia còn lại, một số người cũng sẽ tu luyện hồn phách, nhưng đều kém xa Khô gia tít tắp. Tóm lại, gia tộc này nước sâu vô cùng, nội tình cũng sâu nhất. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Hồn thụ thực không có ở trên thân thể ngươi. Lúc này Dương Diệp vội vàng lắc đầu nói. Không có. Nói đùa, hắn chết cũng sẽ không thừa nhận thì hậu hoạn vô cùng a. Dương Lân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi phải cẩn thận một chút, bởi vì Khô gia sẽ không từ bỏ ý đồ, hiểu chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu. Biết. Dương Lân cong ngón búng ra, một trái cây màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, trái cây không sai biệt lắm lớn chừng nắm đấm, to làn thân đen kịt, không chỉ đen kịt, hình dạng còn có chút dữ tợn. Lúc này, Dương Lân nói. Trên quả này, có khí tức tà ác, cỗ khí tức kia dễ dàng trùng kích CTH tần hồn cùng thần trí. Nhưng giờ phút này ta đã bỏ đi cỗ khí tức kia, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Dương Diệp tiếp nhận trái cây, sau đó nói. Cái quả này có thể tăng lên nhục thân. Dương Lân nhẹ gật đầu nói. Cái quả này, kỳ thật tương đương với nửa bước chân cấp, không chỉ có thể tăng nhục thân, còn có thể kích thích linh hồn cùng tinh thần lực của ngươi, bất quá sẽ rất thống khổ, nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Thống khổ. Dương Diệp cười cười. Hiện tại hắn không sợ nhất là thống khổ. Hắn thu hồi trái cây, sau đó nói. Đa tạ tiền bối. Dương Lân nhìn thoáng qua Dương Diệp, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nói. Đi thôi, trở về Dương gia. Nói xong, tay phải hắn vung lên, qua trong giây lát, ba người tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi ba người Dương Lân tiêu thất không sai biệt lắm một khắc, bọn người Khô Ngự Hình lại xuất hiện ở giữa sân. Khô Ngự Hình nhìn về phía Khô Mệnh. Nghe được cái gì? Khô Mệnh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói.
hắn nói hồn thụ không ở trên người hắn. Hai mắt Khâu Ngự Hình nhíu lại, lúc này lão giả Hoa Bảo nói. Ta cảm thấy là ở trên người hắn. Khâu Ngự Hình nói. Ta cũng cảm thấy ở trên người hắn. Khô Mệnh nhìn về phía Khâu Ngự Hình. Vì cái gì? Khâu Ngự Hình nói. Nếu như là người bình thường, coi như cường giả chân cảnh mang hồn thụ đi, cũng che giấu không được hồn thụ tràn ra khí tức, nhưng hai người Khô Dung đuổi tới nơi này, khí tức hồn lực lại trực tiếp biến mất. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Các ngươi không biết sao, thần thức của chúng ta, căn bản tra không được khí tức của tiểu tử kia. Nếu như ta không đoán sai, hắn có phương pháp đặc thù, có thể che giấu khí tức. Trong mắt Khô Mệnh lóe lên hàn quang. Vì sao vừa rồi không lưu hắn lại? Khô Ngự Hình khẽ lắc đầu. Mặc dù Khô gia ta không sợ Dương gia, nhưng giờ phút này không cần thiết dùng sức mạnh với Dương gia. Ngươi cũng đừng đi vụng trộm tìm hắn gây sự, ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất là thủ hộ bí cảnh kia, đừng cho ngoại nhân biết. Còn Dương Diệp. Chấm. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên hàn mang. Đồ vật của Khô gia ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Chấm. Thiên Cơ Thành. Trở lại Thiên Cơ Thành, Dương Diệp trực tiếp về phủ, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong tầng thứ nhất Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tìm được Tiểu Bạch, lúc này trong tay Tiểu Bạch ôm một thanh kiếm gỗ, mà ở trước mặt nàng chính là hồn thụ đang cùng Tiểu Bạch nói thầm trao đổi gì đó. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, không cần phải nói, hồn thụ khẳng định là bị Tiểu Bạch gạt đến, chỉ là Tiểu Bạch lừa gạt hồn thụ làm cái gì chứ? Đúng lúc này, hồn thụ đột nhiên run rẩy, sau đó thân hình nó khẽ động, đi tới bên người Tiểu Thiên, từng đạo hồn lực từ trên người tản ra, cuối cùng những hồn lực này toàn bộ chui vào trong thân thể Tiểu Thiên. Tiểu Bạch thì không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp minh bạch, rõ ràng tại sao Tiểu Bạch muốn lừa gạt hồn thụ. Bởi vì Tiểu Thiên, ở dưới hồn thụ liên tục không ngừng tràn vào hồn lực, linh hồn của Tiểu Thiên dần dần ngưng thật. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp buông lỏng, quả nhiên hồn thụ có thể trị liệu Tiểu Thiên. Ước chừng qua nửa canh giờ, ở dưới Dương Diệp cùng Tiểu Bạch, Tử Nhi nhìn soi mói, Tiểu Thiên chậm rãi mở mắt. Dương Diệp vội vàng đi đến bên người Tiểu Thiên, sau đó nói. Ngươi không sao chứ? Tiểu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói. Hẳn là sẽ không chết rồi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Sẽ không, có ta ở đây. Ngươi sẽ không chết. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó nàng ghé vào trước ngực Dương Diệp khóc lên, vừa khóc vừa dùng đầu chà sát lồng ngực Dương Diệp, rất nhanh toàn bộ mọi người bị sương mù màu trắng bao phủ. Dương Diệp. Chấm. Tiểu Bạch càng khóc càng thương tâm, mà những linh khí kia càng như vỡ đê từ trong mắt nàng tuôn ra. Không đến một hồi, trong vòng mấy trăm trượng đã bị sương mù màu trắng bao phủ lại. Dương Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, sau đó nói khẽ. Tiểu gia hỏa, sao thế? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp một chút, sau đó lại chôn đầu ở trước ngực Dương Diệp khóc giống lên. Dương Diệp. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau, Tiểu Bạch mới ở dưới Dương Diệp trấn an bình tĩnh lại. Mà sau khi cùng Tiểu Bạch giao lưu, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Tiểu Bạch khóc. Cao hứng. Nhìn thấy Tiểu Thiên tỉnh, nàng thật cao hứng. Nên nàng khống chế không nổi tình cảm của mình, khóc lên. Biết được chân tướng, Dương Diệp dở khóc dở cười. Mặc dù Tiểu Thiên đã tỉnh lại, nhưng vẫn rất suy yếu, bởi vì linh hồn nàng đã từng bị thương quá nặng. Bởi vậy hiện tại Tiểu Thiên còn cần tu dưỡng. Bất quá có hồn thụ, tốc độ khôi phục của Tiểu Thiên cực kỳ nhanh, theo nàng đoán chừng, nhiều nhất mấy tháng là có thể triệt để khôi phục linh hồn. Tiểu Thiên, hồn thụ này hữu hiệu với Tiểu Thất không? Dương Diệp đột nhiên nói. Thân hình Tiểu Thiên khẽ động, đi tới trên hồn thụ, sau đó an vị ở trên hồn thụ, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hẳn hữu dụng, bất quá linh hồn của tiểu nữ hài kia có chút đặc thù, hồn thụ này đối với nàng hiệu quả khả năng không lớn bao nhiêu. Nghe được cái này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, nhưng Tiểu Thiên lại nói. Bất quá không quan hệ, ấn ta đoán chừng, nàng nhiều nhất 2-3 tháng sẽ tỉnh lại. 2-3 tháng. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp lập tức buông lỏng, Tiểu Thất ngủ lâu như vậy, cũng là lúc nên tỉnh. Hắn đáp ứng lão giả đạo bào, sẽ đưa Tiểu Thất về nhà. Chuyện này, hắn cho tới bây giờ đều không có quên.
Sau khi sự tình Dương gia kết thúc, hắn liền chuẩn bị đưa Tiểu Thất về nhà. Sau khi cùng Tiểu Thiên và Tiểu Bạch đùa giỡn, Dương Diệp về tới phòng tu luyện ở tầng thứ 3. Lúc này trong phòng tu luyện chỉ có hai người, An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch đang bế quan, nàng được Dương Diệp cho một viên luân hồi quả, hiện tại đang trùng kích luân hồi cảnh. Thiên phú của Hiểu Vũ Tịch vô cùng tốt, luân hồi cảnh đối với nàng mà nói, cũng không có khó khăn gì. Mà An Nam Tĩnh thì xếp bằng ngồi dưới đất, ở trong tay nàng là một bản cổ thư này chính là võ học tâm đắc của Vũ gia tiên tổ Vũ Mục. Nhìn thấy Dương Diệp đến, An Nam Tĩnh lập tức khép cổ thư lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đi đến trước mặt An Nam Tĩnh, sau đó nhìn về phía cổ thư trong tay nàng. Có thể nhìn một chút không? An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, đưa cổ thư trong tay tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp tiếp nhận cổ thư, nhìn lướt qua, vẻ mặt hắn lập tức ngưng trọng lên. Trong cổ thư này, không chỉ ghi chép rất nhiều phương thức tu luyện, càng có thật nhiều tâm đắc tu luyện, không chỉ như thế. Mỗi một loại tâm đắc đều có thật nhiều giải thích, không chỉ giải thích tâm đắc, mỗi một cảnh giới, ở trong đó đều có giải thích cặn kẽ, đồng thời kỹ càng liệt ra những thứ nên chú ý. Cổ thư này hoàn toàn là một phương pháp đại tu luyện. Nhìn hồi lâu, Dương Diệp thu hồi cổ thư, sau đó nói. Rất hữu dụng. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Mỗi ngày quan sát, đều có thu hoạch mới. Dương Diệp cười cười, sau đó cổ thư đưa tới trước mặt An Nam Tĩnh. Chờ sau khi nhục thân ta tăng lên, chúng ta lại đến luyện một chút. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Tốt. Cùng Dương Diệp giao thủ, đối với nàng mà nói, là có thật nhiều thu hoạch, bởi vì cho đến trước mắt, trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Dương Diệp có thể cùng nàng cận chiến vật lộn. Dương Diệp cười nói. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, hắn xếp bằng ở tại chỗ, sau đó lấy ra địa ngục quả. Nhìn địa ngục quả. Thần sắc của Dương Diệp dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì hắn từ trong đó cảm nhận được một cỗ năng lượng làm hắn có chút tim đập nhanh. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nuốt địa ngục quả xuống. Địa ngục quả mới vừa vào trong thân thể, bỗng nhiên hóa thành một cỗ năng lượng màu đỏ sậm tản đi. Rất nhanh, cỗ năng lượng màu đỏ sậm kia tán đến toàn thân hắn. Giờ khắc này, ngũ tạng, kinh mạch, xương cốt, bao quát huyết dịch trong cơ thể hắn đều bị năng lượng màu đỏ sậm bao vây. Đau. Đau đến không muốn sống. Đây chính là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Thời điểm năng lượng màu đỏ sậm tản vào tứ chi bách hài của hắn, hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất như bị liệt hỏa thiêu đốt, không, còn kinh khủng hơn liệt hỏa thiêu đốt. Một khắc này, cho dù là hắn cũng kém chút nhịn không được hét thảm lên. Bất quá còn tốt, hắn ngạnh xanh nhịn được. An Nam Tĩnh còn ở bên cạnh, làm cái gì, cũng phải chấn chỉnh ra môn một chút. Thời gian dần trôi qua, biểu lộ trên mặt Dương Diệp bắt đầu vặn vẹo co rúm, đến cuối cùng, toàn bộ khuôn mặt hắn đã hoàn toàn méo mó biến hình. Cùng lúc đó, quần áo toàn thân hắn đột nhiên biến thành tro tàn. Ngay sau đó, làn da đột nhiên toát ra hỏa diễm nhàn nhạt. Đôm đốp, sau khi những hỏa diễm này xuất hiện, toàn thân Dương Diệp lập tức vang lên từng thanh âm tựa như pháo nổ vang. An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp. Trong mắt nàng có vẻ lo lắng. Bởi vì lúc này Dương Diệp phảng phất như muốn nổ tung. Lúc này Dương Diệp không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu. Cái khó chịu này, không đơn thuần là nhục thân, còn có trên tinh thần cùng linh hồn. Địa ngục quả kia kích thích không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn cùng tinh thần của hắn. Đau đớn trên nhục thân cùng đau đớn trên linh hồn và tinh thần, cái kia hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, đặc biệt là đau đớn trên linh hồn. Thực làm người đau đến không muốn sống. Bất quá còn tốt, hắn có thể chịu được. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, theo thời gian trôi qua, hiện tại hắn đã có thể thích ứng loại đau khổ này. Mặt của hắn cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, bất quá những hỏa diễm trên người lại không có tiêu thất. Ở dưới những hỏa diễm này thiêu đốt, thân thể của hắn đang chậm chậm lột xác. Cứ như vậy, hai ngày sau, hỏa diễm trên người Dương Diệp dần dần tiêu thất. Mà giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp cũng triệt để khôi phục bình tĩnh. Một ngày sau, những hỏa diễm trên người Dương Diệp đã hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi mở mắt, đứng lên, sau đó cúi đầu nhìn thân thể của mình, giờ phút này, thân thể của hắn đã biến thành cổ màu đồng. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, thời điểm tay nắm chặt, toàn bộ cánh tay lập tức nổi gân xanh, tựa như từng tiểu xà thật nhỏ, rất dữ tợn. Chí cảnh. Sau khi hấp thu năng lượng của địa ngục quả,
nhục thể của hắn rốt cục đạt đến chí cảnh. Lúc trước ta ở Dương gia xảy ra chuyện, mặc dù Lục Ly ca hắn mới luân hồi cảnh, nhưng vẫn chạy tới. Mà bây giờ, hắn bởi vì trợ giúp ta, bị ta làm liên lụy, thân hãm Lục gia, ngươi lại bảo ta đừng quản. Dương Huyên trầm mặc, sau đó nói. Dùng đại cục làm trọng, rõ không? Không rõ. Dương Diệp nhìn Dương Huyên. Ngươi nói Dương gia không có thân tình, ta hiểu. Nhưng đừng lấy Dương gia thả trên người ta. Ngươi không phụ ta, ta không phụ người. Lục Ly ca hắn không phụ Dương Diệp ta, Dương Diệp ta lại có thể nào phụ hắn? Còn nữa, hắn là bởi vì ta mới gặp nạn. Nếu Dương Diệp ta vì cái gọi là đại cục mà không để ý hắn, như vậy Dương Diệp ta thực chẳng bằng con chó. Dương Huyên còn muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại đột nhiên nói. Cuối cùng nói một lần, nói cho ta biết Lục gia ở nơi nào. Đừng lại nhảy với ta nữa, được không? Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cong ngón búng ra, một đạo bạch quang chui vào mi tâm Dương Diệp. Đây là địa đồ của hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, phía trên có địa chỉ của hệ Ngân Hà Bát Đại Thế Gia, ngoại trừ Bát Đại Thế Gia, còn có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Nói đến đây, Dương Huyên đột nhiên ngừng lại, bởi vì Dương Diệp đã tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi Dương Diệp rời đi, Cổ Tu cùng Thiên Hồ lập tức xuất hiện ở bên người Dương Huyên. Gia hỏa này có chút không dễ khống chế. Cổ Tu trầm giọng nói. Thiên Hồ nói. Khống chế làm cái gì, hắn làm, không phải là chủ thượng hy vọng sao? Đối với chủ thượng mà nói, hắn gây càng lớn, càng hung ác mới tốt. Không phải sao? Cổ Tu khẽ lắc đầu. Trong mắt lóe lên lo lắng. Ta là sợ hắn trưởng thành. Thiên Hồ khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh. Trưởng thành lại như thế nào? Có thể so với chủ thượng sao? Nghe vậy, trên người Cổ Tu có chút buông lỏng. Cũng phải. Một bên, Dương Huyên trầm mặc không nói, phảng phất như không có nghe được hai người. Chấm. Sau khi Dương Diệp lấy được địa đồ, hắn không có dừng lại, bằng tốc độ nhanh nhất ra Thiên Hư Đại Lục. Sau khi Dương Diệp đi, trong Thiên Cơ Thành, nơi nào đó, một nam tử khóe miệng nổi lên nụ cười, nam tử này, chính là Dương gia tứ thiếu gia, Dương Nho. Nhìn về chân trời, Dương Nho nhẹ nhàng khoát khoát quạt xếp trong tay. Thất đệ, vi huynh cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Có thể giết Dương Diệp hay không, liền xem ngươi cùng Lục gia thế tử. Nói xong, hắn quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Chấm. Sau khi tiến vào hư không. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chân phải nhẹ nhàng dẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở sâu trong tinh không. Lục gia. Lục gia ở Viêm Không Hệ, cách Dương gia tương đối xa, xem như một cường giả chí cảnh, cũng cần chí ít bay 2 ngày 2 đêm. Trên đường đi, Dương Diệp không có tiết kiệm huyền khí, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong tinh không mịt mờ, một đạo kiếm quang tựa như sao băng từ sâu trong tinh không xẹt qua. Hơn nữa sau lưng đạo kiếm quang này, là một vết nứt không gian thật dài. Viêm Không Hệ, Viêm Không Đại Lục. Viêm Không Đại Lục là chủ thế giới của Lục gia, cũng là tổng bộ Lục gia. Viêm Không Thành. Viêm Không Thành là thành trì phồn hoa nhất Lục gia, càng là thành trì lớn nhất Viêm Không Đại Lục. Thời khắc này cửa thành so với thường ngày náo nhiệt hơn rất nhiều, bởi vì ở trên cửa thành, treo một thanh niên nam tử. Mà nam tử này, là Lục Ly Ca. Đối với Lục Ly Ca, người của Lục gia tự nhiên biết đến, phải nói Lục Ly Ca ở Lục gia vẫn có chút danh khí, dù sao dưới tình huống Lục Ly Ca không dựa vào Lục gia, liền tu luyện đến luân hồi cảnh, đồng thời đao ý đạt đến quy nguyên cảnh. Kỳ thật rất nhiều người Lục gia đối với Lục Ly Ca vẫn còn có chút kính nể, thậm chí cao tầng Lục gia đều có ý nghĩ để hắn trở lại Lục gia. Nhưng mọi người không nghĩ tới, Lục Ly Ca đắc tội Lục gia thế tử Lục Nguyên Trảm. Mặc dù Lục Ly Ca thiên tài, nhưng so với Lục Nguyên Trảm lại kém rất nhiều. Bởi vì lúc này Lục Nguyên Trảm đã là chí cảnh, hơn nữa còn đánh lên Ngân Hà bảng, đồng thời bài danh 17. 17. Đây là một thứ tự cực kỳ khủng bố, ở toàn bộ hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, thiên tài ức ức vạn, có thể ở trong đó bài danh 17, đủ thấy tiềm lực cùng thực lực khủng bố đến mức nào. Dù sao cũng là Lục gia thế tử, Lục gia gia chủ đời sau, Lục gia khẳng định sẽ toàn lực bồi dưỡng. Dưới thành, một tên nam tử xuất hiện, nam tử này chính là Dương Hình. Dương Hình ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Ngươi cảm thấy Dương Diệp sẽ đến cứu ngươi sao? Trên tường thành, Lục Ly Ca chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thoáng qua Dương Hình. Tạp chủng,
muốn giết cứ giết, cùng ra ra kỳ kỳ oai oai cái gì. Khóe miệng Dương Hình nổi lên vẻ cười lạnh. Có chút tính tình, bất quá điều này cũng không có tác dụng gì. Còn muốn chết, yên tâm, người chắc chắn sẽ không sống được. Bất quá trước đó, người trước tiên cần phải nhìn xem Dương Diệp chết, hắn chết, người mới có thể chết. Đương nhiên, nếu hắn không đến, ta sẽ trước đưa người đi chết. Hình huynh, Dương Diệp kia thực sẽ đến sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.